Mà chúng ta sẽ làm một vài bài nhé. Tôi xin nói luôn một chút này, cái từ muốn là như này nhé. Vì là lớp chúng ta là chỉ học rất là gấp rút, mà đến đầu tháng 6 là thi rồi. Cho nên là tôi dự kiến là tôi sẽ không dạy theo từng buổi thứ bảy như này nữa. Nó rất chậm. Cho nên tôi dự kiến là như này. Tôi dự kiến là tôi sẽ không mở cái lớp thường xuyên online vào sáng thứ bảy nữa. Hôm nay là buổi cuối cùng thôi. Sau đó thì tôi sẽ mở các lớp cấp tốc ở trong ngày, không cần thiết là thứ bảy, và chúng ta sẽ giải những cái bài toán theo cái yêu cầu của các bạn hoặc theo ý đồ của tôi. Tức là chúng ta có thể học không phải là một tuần một buổi nữa, mà một tuần nhiều buổi. Chúng ta như vậy nhé, và vào nhiều thời gian khác nhau. Thì khi nào mà có thì tôi sẽ thông báo chi tiết. Như vậy chúng ta sẽ không học một tuần một buổi như là cũ nữa, vì là như vậy nó rất là chậm. Tôi muốn tăng tốc các lời giải lên để chúng ta có thể giải được nhiều bài toán hơn nhé. Chứ một tuần một buổi mà như có những bài nó rất là dài, thì một buổi như vậy, một tuần một buổi sáng thứ bảy như này cũng chỉ là được 1-2 bài thôi, nó bị chậm quá. Mà chúng ta theo tôi biết là khoảng đầu tháng 6 là chúng ta thi mất rồi, chúng ta chỉ còn khoảng 2-3 tuần nữa thôi. Hôm nay chúng ta sẽ giải một số bài tập. Thì cái bài đầu tiên tôi muốn giải một cái bài tương đối là rất là hay, mà rất nhiều cái đề thi tôi quan sát đấy, rất nhiều cái đề thi từ trước đến nay là nó ná giống cái đề này. Thì tôi muốn chúng ta cùng nhau giải cái bài toán này nhé. Đây là một cái bài toán này, tôi để tôi copy ra cái bài toán nó như thế này. Thì tôi đợi tôi một chút nhé, tôi tìm cái đâu một con trỏ đâu mất, con chuột đâu mất. Đây nhé. Thì cái bài toán như này, tôi sẽ copy từ trong máy tính của tôi ra cái đề bài của nó nhé. Cái đề bài này là nó rất là đợi tôi một chút. Bị tôi dùng cái màn hình mới để chúng ta hình dung nhé. Cái bài toán như này này. Đó. Cái bài toán là như thế này nhé. Tức là trong dãy ký tự các số tự nhiên xếp liên tục từ trái sang phải, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cứ thế liên tục mãi. Chúng ta chung ra là một cái sâu ký tự nó có chiều dài là vô hạn nhé. Đó, thế thì cho trước số tự nhiên n, hãy tìm cái chữ số thứ n là chữ số nào ở trong cái dãy trên. Chúng ta dùng không nào nhé. Như vậy đây là bài toán rất là hay. Thì tôi lại về chút cái đó nhé. Đây chúng ta là dãy này, chúng ta quan sát lại nhé. Cái dãy chúng ta là dãy là 1 này, 2 3 4 5 cứ thế nhé. Đi đến 10 này, 11 thì 12 cứ như vậy. 11 12 cứ như vậy. Ví dụ như là đến 100 101 102 cứ như vậy. Nó là một cái dãy, một cái sâu ký tự dài có thể dài đến vô hạn. Được chưa nào? Đó. Thế thì mỗi một phần tử của nó là một ký tự thôi. Thì ký tự thì n, cho trước số n, tìm xem là cái số, cái chữ số nằm ở vị trí thì n này là số nào. Ví dụ như là với n bằng 19 thì đáp số nó phải là 4. N bằng 191 trong 191 thì nó là số 0. Đấy nhá, thì vấn đề như vậy là đây là một cái bài toán là theo tôi rất là hay, nó rất đơn giản nhưng mà rất là hay. Thì cái bài này cũng vậy thôi, mà làm cái bài nó gần như là thuần túy là toán. Bài này thì có thể giải bằng toán bình thường đấy, nhưng mà chúng ta sẽ giải trên máy tính. Thì chúng ta có hai cách tiếp cận như sau. Một cách tiếp cận thứ nhất là chúng ta giải, đây tôi mô tả các bạn cái lời giải mà. Đây nhé, cái bài này cũng... chúng ta sẽ giải theo hai cách nhé. Cái cách thứ nhất, cách một là cách làm tự nhiên. Tức là chúng ta cách một là cho trước số n đúng không? Cho trước n. Thì chúng ta giải ra các số từ 1 đến n. Cái một là chúng ta xếp các số
xếp các số từ 1, 2, 3 liên tục nhau cho đến số n đó. Thì cái dãy này nó rất nổ lớn từ đâu nào. Đó. Cứ xếp cái số này chúng ta gọi cái kiểu cái số này là ta kiểu là S gì, mà chúng ta tính tính ký tự thứ thứ n của S gì. Đấy. Thế là ra. Thì như vậy chúng ta sẽ phải tính S gì và chúng ta đáp án chúng ta ra là SN. Đấy thì cách là cách 1 nhé. Cách 1 chúng ta tôi sẽ mô tả cách 1 bằng thuật toán như sau, bằng cách chúng ta mô tả bằng các cái lệnh của SCART như sau nhé. Đây. Để tôi mô tả cái cách 1 như sau, hay là cái mã giả. Mã giả hay là pseudo code của cách 1 nhé. Vượt nhanh này. Input của chúng ta nhé. Input của chúng ta là n. Rồi tôi viết nhanh này. S sẽ là dãy các cái số 1 2 3 cho đến n xếp liền nhau. Tôi viết ra dưới cái dạng cho nó dễ hiểu đấy nhé. Xong tôi sẽ mô tả sau bằng lệnh mà liền nhau. Xong chúng ta output ra ngoài. Chúng ta output ra cái gì? Output ra cái ký tự thứ n của cái số S gì. Thế như vậy đây là mô tả cái mã giả dựa ở dưới cái dạng đơn giản. Bây giờ tôi sẽ viết cụ thể ra cái dòng thứ hai này. Để tích hiệu đây là 1 này, 2, 3. Tôi sẽ mô tả cái dòng số 2 này là cái gì. Dòng số 2 này là như sau nhé. Để tôi đấy, thì từ bây giờ tôi viết lại này. Tôi viết lại cái mã giả của chúng nó này, viết lại này. Viết lại như sau nhé. Đây là thuật toán mà gọi là pseudo code nhé. Pseudo code lời giải của bài toán nhé. Lời giải cách 1 nhé. Anh như thế này. Cái lệnh 1 vẫn là input thôi, vẫn là input. Input n đầu vào. Bây giờ để tính cái dòng số 2 đấy là S thì bằng dãy các số từ 1 đến n, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta viết là S thì là chúng ta làm cái sâu rỗng nhá. Làm cái sâu rỗng như thế này, làm cái sâu rỗng. Được kiểu là đây là phần chú thích nhé, là sâu rỗng. Sâu rỗng nhé. Đấy. Sau tôi làm như sau, tôi chỉ ghép tôi repeat. Tôi đặt k bằng 1 và tôi repeat n lần. Repeat n lần nhé. Đợi một chút, con chọn cái biến đi đâu mất đi. Không nhìn được con chọn. Đây rồi. Thì viết n nhé. N ta làm như sau, tôi viết là S sẽ bằng là S cộng đây là nối các cái sâu nhé, sâu k. Và tôi tăng k lên một đơn vị. Và tôi output ra thì là SN. Đây chính là cái em. Đây tôi mô tả, đây chính là cái em, được chưa? Để tôi viết dòng ra cả hai trang giấy. Đấy, tôi bảo thấy không nào? Đấy như vậy. Thì cái này làm có được không? Cái này làm được nhá. Nhưng mà chú ý sao cái cách làm như này thì có được không? Chỗ này có đúng không? Đúng, không sai nhé. Đấy. Nhưng mà cái làm này là nó chậm. Vì cái làm này là nó repeat là n. Cái làm này nó có hai nhược điểm. Tôi mô tả các bạn nhé. Các bạn vẫn làm cái này như bình thường nhé. Các bạn có lập trình như bình thường. Cái này phần này các bạn về nhà các bạn làm nhé. Về nhà làm. Thì tôi phân tích cho các bạn biết là cái lời giải này nó có cái điều gì không đúng mà cái điều gì có nhược điểm gì. Cái giải này nó có hai nhược điểm. Cái lời giải trên này có hai nhược điểm. Có hai cái nhược điểm. Hai cái nhược điểm. Thứ nhất ấy là nó tốn thời gian. Tốn thời gian. Tốn thời gian. Vì nó phụ thuộc vào n. N mà lớn ấy thì rất nó rất là mất thời gian. Ví dụ n là
N có thể nó lên đến số hàng 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 nghìn, hàng trăm nghìn, hàng hàng triệu, hàng tỷ thì không 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 thể nào có cái máy tính nào chúng ta không đợi được cái thời gian đó. Nhưng mà cái ý thứ hai mới là quan trọng. Ý thứ hai là sao? Ý thứ hai là bản thân cái sâu ký tự, vì chúng ta dùng cái SQL là sâu mà cái sâu ký tự ở trong Scratch nó không cho phép chúng ta làm cái sâu nó quá dài đâu. Một cái sâu ở trong Scratch theo tôi biết nó khoảng cỡ khoảng cái độ dài của sâu của nó, cái độ dài của sâu ấy, của sâu ký tự ở trong Scratch ấy, nó chỉ cỡ được khoảng, để tôi kiểm tra nó bao nhiêu. Một cái sâu ký tự ở trong Scratch nó cho phép, các bạn chú ý cái này rất quan trọng nhé, nó cho phép một cái sâu ký tự là độ dài của nó chỉ là 200.000 phần tử thôi. 200.000 phần tử thôi nhé. Đấy, độ dài sâu là nó nhỏ hơn hoặc bằng là 200.000 thôi. Do đó cho nên là nó không thể nào chứa một, nếu N mà vượt quá 200.000 hay vượt qua 100.000 thôi là nó treo rồi, treo máy mà nó sai. Đấy, như vậy cái bài cái lời giải này là nó chỉ đúng với N là khá bé. N ví dụ nhỏ hơn 1.000 chẳng thì nó làm được. Hay là 2.000, 10.000 cũng có thể được, nhưng mà lớn hơn là không được nhé. Thì chúng ta phải làm cách hai. Cách thứ hai là chúng ta phân tích hoàn toàn logic toán học. Thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta sẽ là mô tả nhé. Chúng ta sẽ phân tích, cách thứ hai là chúng ta phân tích toán học. Và cách thứ hai này là cách chuẩn xác nhất. Và cách thứ hai này là cách mà nó áp dụng cho rất nhiều bài toán khác tương tự. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều bài toán là nó ná giống cái bài này nhé. Bài này đây chỉ là một cái bài mà tôi đưa các bạn thôi. Còn có rất nhiều cái bài toán khác tương tự như là cái bài này. Cái bài này là cho trước dãy số là từ 1 2 đến từ 1 liền nhau từ 1 2 3 4 5 vân vân. Còn có loại bài thứ hai là cái dãy số này bắt đầu từ số 0. Cũng là bài toán tương tự, giải tương tự. Hay là một cái dạng khác là cho trước dãy này nhưng không phải là các số tự nhiên liên tục mà các số lẻ 1 3 5 7 9. Đấy, cũng làm cái bài có tính năng tương tự. Hay là một cái đề bài khác là dãy này là bắt đầu bằng số chẵn 0 1 2 0 2 4 6 8 10. Thì vẫn còn đặt ra là cho chữ N tính cái ký tự thì N của cái dãy trên. Mày có rất nhiều các dạng toán khác nhau mà nó ná như nhau. Thì bây giờ tôi sẽ giải bài này theo bài này nhé. Còn chúng ta sẽ làm tương tự cho những cái bài toán khác, được chưa? Rồi, thì cái phân tích này là hoàn toàn là toàn toán học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Thì cái phân tích này nó hơi khó một chút, các bạn chịu khó suy nghĩ nhé. Nó có rất nhiều những cái tư duy là tôi cảm giác là nó vượt quá cái chương trình của tiểu học môn toán. Nhưng mà cái này nó là bài toán chúng ta cần phải giải như vậy, thì tôi sẽ mô tả các bạn cách giải đó nhé. Được rồi, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phân tích cái số SC đó. Chúng ta phân tích. Và chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phân tích cái dãy 1 2 3 4, dãy này gọi là dãy rất dài đúng không nào? Đấy. Thì chúng ta phân tích như sau. Chúng ta sẽ phân tích và chúng ta tách ra những cái nhóm ký tự, các cái nhóm các cái số mà có là 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số, k chữ số. Được chưa? Để làm như sau nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9. Đây là nhóm các cái số đầu tiên là có gì? Là có 9 chữ số. Có một chữ số nhé. Đây cái nhóm này, có một chữ số. Nhóm thứ hai tôi là cái nhóm mà các số với liền nhau từ 10 cho đến là 99. Như vậy là 10 này, 11 này, 12 này cho đến là 99 là nhóm các cái ký tự thứ hai, là nhóm các số mà ứng với các cái số mà với liền nhau đó là gồm có hai chữ số. Tiếp theo là nhóm có ba chữ số đây, 100, 101. Như vậy cho đến là 999, được chưa? Thì nhóm thứ ba. Và cứ như vậy, để tôi kẻ một gạch ngang cho dễ con quan sát đây, kể cả là cái đứng xuống nhất đó. Và cứ như vậy, được chưa? Cái nhóm tôi mô tả cái nhóm mở tiếp cái nhóm thứ ca chữ số đây là 10000 nhé. Đây là cái số được có ca chữ số, rồi là 101. Được chưa? Hết rồi.
hết đất rồi, tôi xuống vẽ xuống dưới nhé, cái này tôi vẽ xuống dưới nhé, là 1 0, có k chữ số, là có k trừ 1 số 0, sau đó là 1 0 1, và cuối cùng nó là cái số gì, là 9 9 9, có k chữ số, có k số 9 nhé. Và cứ như vậy thì đây là nhóm có k chữ số. Cái nhóm này tôi gọi là nhóm tôi kia của nhóm này là tôi gọi nhóm là GR, group 1 nhé. Group 1 là cái nhóm là có, là gồm các số có một chữ số viết liền nhau. Nhóm thứ hai này là tôi gọi ký hiệu là GR2. Nhóm thứ này tôi gọi là GR3. Và nhóm này tôi ký hiệu là GRK. Đó, như vậy là cái tôi sẽ phân tích cái dãy cái sâu S gì thành các cái nhóm các cái chữ số mà ứng với, như vậy là phân tích như sau, như vậy là cái dãy hay là cái sâu S được phân tích thành được phân tích thành các nhóm sau đây. Các nhóm như này nhé. Đây, các nhóm như này, các nhóm sẽ làm đầu tiên nó là GR1 nhé, sau đó là GR2, sau đó là GR3, sau đó là GRK-1, đây là GRK. Và cứ như vậy, nó cái này là cái S của chúng ta nó là như này mà, nó dài liên tục như này. Được chưa? Đấy, thì tôi ký hiệu nhé. Tôi ký hiệu đây là GR1, GR1, GR2, GR3, GRK. Thì bây giờ tôi sẽ cho trước số N. Đấy. Thì tôi sẽ làm hai việc sau đây. Tôi sẽ làm hai việc là một, tôi sẽ kiểm tra xem là cái chữ số của bài học thứ nhất là cái chữ số thứ N, chữ số thứ N nằm ở nhóm nào ở trên, nằm ở nhóm nào. Nhóm nào ở trên bài tập 1 đó. Tức là phải tính K xem là cái số chữ thứ N là nằm ở cái nhóm K nào nhé. Và hai là trong cái nhóm K đó thì chữ số thứ N nó nằm ở cái chữ số thứ N. Chữ số thứ N nằm tại vị trí nào? Vị trí cụ thể nào? Trong cái nhóm GRK tương ứng. Được chưa? Nhưng cái bài 1 là tính K, bài thứ 2 là tính cái vị trí cụ thể. Tôi sẽ mô tả sau. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ phân tích nha. Chúng ta cùng nhau phân tích cái này là cái rất quan trọng, những cái phần này là phần rất là hay nhé, rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hay vì nó liên quan đến toán học hoàn toàn. Thì các bạn cùng nhau quan sát và chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Hơi bị. Được chưa? Thì chúng ta phân tích như sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính toán này. Phân tích nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích, nhận xét. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái nhóm GR1 nhé. GR1 là nó có 9 số. 9 số từ 1 đến 9 mà. Mà mỗi số nó có một chữ số. Được chưa? Suy ra là tổng chiều rộng của nó đấy, tổng chiều rộng hay chiều dài được. Tổng chiều rộng của cái phần sâu của cái phần gồm có một đó là 9 nhân với 1. Đúng không? Tức là bằng 9. Vậy là cái chiều dài của cái nhóm GR1 nó chiều ngang ấy, nó là 9 ký tự. Chúng ta phân tích cái nhóm GR2. GR2 là chúng ta chú ý là cái nhóm đó nó xuất phát là từ 10 cho đến gì? Từ 10 cho đến 99. Được chưa? Thì nhóm thứ hai này nó có bao nhiêu nào? Nhóm thứ hai này nó bao nhiêu số? Cái nhóm thứ hai này là nó có từ 10 đến 99, như vậy nó có 90 số. Nhóm thứ hai này là có 90 số. Đúng rồi. Suy ra là mỗi số như vậy là có 2 chữ số, vậy là cái tổng chiều rộng.
hay tổng chiều rộng hay tổng giãn, tổng chiều rộng của nó tức là gì? Là 90 nhân với 2. Được chưa? 90 nhân 2 thì 90 nhân 2 thì tôi kiểu cái này gì? Tôi ký hiệu là nhóm là 90, không tôi cần tôi không cần cái chiều rộng thôi, tôi nó cần bao nhiêu số thôi được. 90 tổng chiều dài của nó là 90 nhân 2 hay là bằng gì? Hay là bằng là 9 nhân với 10 và nhân với 2. Được chưa? Vẽ lại như này. Cô ở trên là 9 nhân 1 nhưng cô có hiểu 9 này nhân với 10 mũ 0 và nhân với 1 thì ra tổng quát nhé. Tổng quát ta có này, cái nhóm GRK là nhóm có K chữ số. Được chưa? Có K chữ số thì là nó có bao nhiêu số nhỉ? Các số của nó là nó có từ nó có là từ nó có từ gì? Nó có từ 10000. Ở đây là có K trừ 1 số 0 đấy. Sau đó là 101 và cuối cùng nó là 999. Vậy gì? Vậy suy ra là nó có bao nhiêu số? Nó có là số chữ số của nó là gì? Cái số chữ số của nó chính là 900. Đấy, tức là được chưa? 900 tức là nó bằng gì? Nó bằng là 9 nhân với 10 mũ K trừ 1 số. Nó có từ này số. Được chưa? Và tổng chiều dài. Tổng chiều dài của cái GRK nó bằng gì? Nó bằng là 9 nhân với 10 mũ K trừ 1 nhân với K. Đấy. Được chưa? Tổng quát ta có như vậy nhé. Đấy, nhưng mà đây là phần phân tích rất là quan trọng. Số lượng số của nó sẽ chính là bằng là 99999 trừ đi 10000. Đấy, vậy nó bằng là bao nhiêu? Nó bằng bao nhiêu? Nó bằng là gì? Nó bằng là 9 nhân với 10 mũ K trừ 1. Đấy, được chưa? Đấy. Đây, đợi thử một chút nhé. Cái con trỏ nó bị lẫn lộn ở chỗ này. Không lấy được, tôi muốn kéo xuống mà không kéo xuống như nào. Đợi thử một chút, hãy dùng con này xuống. À, đây rồi, dùng con trỏ nào được. Được chưa? Đấy. Vậy ta có tổng quát như sau nhé. Được vậy thì viết lại này, ta có lại tổng quát nhé. Đây, dùng cái này. Tổng quát nhé. Đây là nhóm này. Nhóm có chữ số nhé. Nhóm này. Số các số. Rồi là chiều dài. Được chưa? Cái nhóm là nhóm ứng với là hay là GR1 hay là ứng với K bằng 1 nhá. Là nó có 9 số. Tổng chiều dài là 9 nhân với 1. Nhóm GR2 số các số là 90 nhá. 90 thì bằng là 9 nhân với 10 mũ 1. Chiều dài của nó là 9 nhân với 10 nhân với 2. Tổng quát nhé. Nhóm là GRK nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là 9 nhân với 10 mũ K trừ 1 số. K trừ 1 số. Tổng chiều dài của nó là 9 nhân với 10 mũ K trừ 1 nhân với K. Đấy, tổng chiều dài. Đây cho chúng ta thấy đây là công thức rất quan trọng nhé. Từ lúc này chúng ta sẽ tính được cái K nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Được chưa? Như vậy chúng ta chú ý nhé. Như vậy chúng ta chú ý là như sau. Để tôi viết lại nhé. Như vậy cái dãy chúng ta đấy, cái dãy S của chúng ta nó là như này. Cái dãy S của chúng ta này, nó sẽ bằng như sau này. Nó sẽ bằng là 1, 2, 9, 10,
99 100 999 cứ như vậy. Đến cái chỗ này là mức K đây. 0101 nhé. 99999 đấy. Và đây nữa nhé. Đó. Thì cái này nó là GR1. Cái này nó là GR2. Cái này nó là GR3. Cái này nó là GRK. Rồi, thì cho chữ N. Cho chữ N, chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài toán sau đây. Đây nhé. Nhắc lại này. Bây giờ là cho chức N. Input của chúng ta là N. Bây giờ để tính xem là cái số thứ tự N trong dãy này, trong dãy SC này là chữ số nào, thì chúng ta sẽ phải làm không những hạn tôi phải làm là 3 bước cơ, chứ không phải là một bước. Thứ nhất là chúng ta xem là cái số N đó nằm trong nhóm nào nhóm nào ở trên, tức là tính K sao cho là N nằm trong nhóm K, nằm trong nhóm là GRK đấy. Thì không nào, nằm trong nhóm này hay là nhóm này hay là nhóm này hay là nhóm này hay là nhóm này, đấy, chúng ta cần tính. Đó là bài toán 1 nhé. Thì chúng ta làm bài toán 1 trước. Sau khi làm bài toán 1 xong rồi, nằm ở trong nhóm K rồi, thì chúng ta kiểm tra xem N nằm ở cái số nào trong cái dãy GRK này. Và khi biết rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái chữ số tương ứng ở bên trong cái số đó nó là chữ số nào. Vậy chúng ta sẽ phải làm 3 bước, không phải là 2 bước. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm từng bước một, chúng ta cùng nhau ấy nhé. Đây. Bây giờ chúng ta giải bài toán một trước nhé. Các bạn luôn nhớ cái này nhé. Cái này là chúng ta luôn phải xoay lại cái này rất quan trọng này. Chúng ta có là GR1 có chiều dài là như này, GR2 có chiều dài là như thế này, GR3 có chiều dài là như thế này nhé. Nhưng mà có số là như thế này, quan trọng nhé. Nhóm GRK có 9 × 10 mũ K trừ một số. Nhóm GR2 là có 90 nhân 10 mũ 1 số, và nhóm GR1 có 9 số. Và chúng ta kiểm tra xem là cái số N nằm ở trong cái nhóm nào nhé. Số N mà chúng ta muốn tính ấy, nằm trong cái nhóm nào trong nhóm ở trên. Cái làm như sau. Đây nhé. Thì chúng ta suy cái bài toán chúng ta thành cái con số đây. Chúng ta giải cái bài 1 trước là input là N và tính K, tính cái nhóm K mà cái số N nằm trong cái nhóm đó. Cái đó suy từ cái công thức mà ta có đấy, cái bài 1 này sẽ suy từ cái là trong cái nhóm GRK nó có là 9 × 10 mũ K − 1 số. Được chưa? Thế cái làm như sau. Cái giải như sau nhé. Đầu tiên tôi đặt K bằng 1 nhé. Và tôi đặt S, đầu tiên tôi đặt S thì là cái số S thì bằng 9 này. S bằng 9. Sau tôi làm như sau. Tôi lặp liên tục, tôi repeat until là cái số N mà nhỏ hơn hoặc bằng S thì khi nào mà nhỏ hơn hoặc bằng S thì tôi dừng lại nhé. Bằng S thì dừng lại. Đấy. Thì tôi làm như sau nhé. Đây tôi làm tiếp tục. Tôi làm từng bài một để các bạn xem nhé. Nhé. Làm như sau này. Đây tôi đặt bằng K cộng 1 và S bằng S cộng với K nhân với 9 nhân với 10 mũ K trừ 1. Được chưa? Vì là cái
đây là cái chiều dài của các nhóm là GRK này, thì cái chữ số thì N đó nó nằm ở trong cái nhóm GRK nào. Khi nào mà tôi cứ tăng đầu tiên S thì là bằng 9 là cái chiều dài của nhóm GR1, đây chính là GR1 đây này. Đặt tên là K bằng 1 thì nếu mà N mà nhỏ hơn bằng 9 ấy, thì nó chính là nằm trong nhóm 1. Biến không nhỏ hơn tôi tăng lên, tăng K lên 1, tăng S lên cho đến khi nào mà N nhỏ hơn bằng S là thì dừng lại. Nên đầu tiên thì đây chính là cái lệnh giải. Sau lệnh này thì suy ra là cái số thì N đó, cái số N đó là nằm trong cái nhóm là GRK. Đấy, các bạn chú ý nhé. Lệnh giải này nó rất là nhanh. Vì nó tăng lên này, lệnh giải này nó có thời gian rất là nhanh, nó gần như tức thời. Vì nó cứ là tăng lên là 10 mũ và 10 mũ K mà cứ là tăng lên rất là nhanh. À, nó hầu như là không mất, nó rất là ngắn, rất là nhanh. Đó là giải 1 nhé. Nhưng mà là sau cái lời giải 1 này rồi thì chúng ta đã biết rằng là như vậy là cái số N đó nằm ở trong cái nhóm là thứ K, gọi là nhóm K, nhóm gồm các cái số liên tục mà bắt đầu bằng cái số là có K chữ số nhé. Thì chúng ta như vậy bài toán đưa về cái tìm cái vị trí của cái số M N đó nằm ở trong cái số nào ở trong cái nhóm GRK đó. Bây chúng ta cùng nhau phân tích tiếp nhá. Đây chúng ta phân tích tiếp. Từng lần từ phần từ phần 1 nhá, nó hơi vất vả một chút, các bạn theo dõi nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích. Như vậy sau bước 1 này, lời giải 1 này thì chúng ta biết là N nằm trong cái nhóm K rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau mổ xẻ cái nhóm K. Đây. Chúng ta cùng nhau phân tích cái nhóm K nhé. Cái nhóm thứ K là như sau. GRK là như sau. Đây. Nó bắt đầu bằng gì? Bằng cái số đầu tiên là 1 0 0 0 0 cùng có K chữ số. Xong tiếp theo là 1 0 1. Được chưa? Và cứ như vậy cho đến cuối cùng là 999. Tất cả các số này đều có K chữ số nhé. Và tôi muốn biết xem là với cái này thì cái số là cái số N đó nằm ở trong cái số nào ở đây này, cái số K chữ số nhé, là số thứ mấy ở trong cái số này nhé. Hiệu đây là một số kia, đây là một số X gì đây nhé, gọi là X. Số này là số có K chữ số nhé. Thì N nằm trong cái vị trí nào ở trong cái số thứ. Thì bây giờ tôi ký hiệu như sau nhé. Tôi ký hiệu con số này như sau, cái số này này. Đây là cái dãy này nhé, tôi viết lại dãy trên, tôi viết lại cho dễ hơn nhé. Cái số đầu tiên này chính là 10 mũ K trừ 1. K trừ 1. Số thứ hai này là 10 mũ K trừ 1 tất cả cộng 1. Được chưa? Đấy. Liên tục như thế này nhé. Và một số tiếp theo là 10 mũ K trừ 1 cộng 2. Cứ như vậy. Đến số cuối cùng này là số là 10 mũ K trừ 1 cộng cái gì? Cộng với 9 nhân với 10 mũ K trừ 1 trừ đi 1. Số cùng này, số này chính là cái số này. Được chưa? Đấy. Cái số này chính là cái số này. Được chưa? Các bạn chú ý nhé, nó hơi phức tạp một chút nhé. Mỗi một cái số này là nó chiếm là K ký tự. Một cái số này là chiếm là K ký tự nhé. K ký tự này là K ký tự hết nhé. K ký tự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là thì cái số N nó nằm ở trong cái nào nhé. Thì bây giờ như thế này. Bây giờ chúng ta bài thân 2 là xem là cái số N này nằm ở vị trí nào ở trong cái sâu này, 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 cái sâu này
Đấy nhé. Nằm ở trong cái vị trí nào nhé. Đây. Để chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây. Ở trong phần trên ấy, chúng ta đã tính được ở trong cái phần trên chúng ta đã tính được cái tại cái vị trí K. Tính được K và SC. SC là cái khoảng cách này, để tôi quay lại cái bài phần trên nhé. Phần trên tôi đã tính rồi. Cái phần 1 ấy, chúng ta tính được cái phần cái SC là như sau. Đây, cái này nó đúng nó rất là phức tạp, chúng ta phải cùng nhau suy nó liên quan đến nhau nhé. Cái lý giải tiếp theo này nó lại suy từ cái giải ở trên cơ. Suy từ cái giải ở trên này cơ. Chúng ta cùng nhau cái mật độ cái thức toán nó rất là nhiều luôn. Đây này. Sau là giải 1 này nhé. Thì sau giải 1 thì K là cái gì? S là cái gì? Thì S thì nó dừng lại ở cái phần là cái dãy nó ở cuối cái phần là GRK. Đấy, cuối phần GRK, mà K chính là cái thứ tự của cái group K. Là group này ta đang trên này này. Thì lúc này S đang lớn như này, bây giờ chúng ta sẽ lấy S ta trừ đi cái số ban đầu, trừ cái số trước này thì suy ra tính được cái S này. Và cho đó chúng ta sẽ tính được tiếp là cái N nằm ở trong vị trí nào. Thì cái làm như sau như này, tôi mô tả các bạn. Phần tiếp theo là chúng ta bài toán 2 là như sau. Cái bài toán 2 đây nhé. Chúng ta cứ làm từ bài 1 chúng ta sẽ ghép lại. Cái bài toán 2 như sau. Bài toán 2 là tính cái vị trí M là cái vị trí của số N ở trong cái nhóm là GRK mà chúng ta đang xét đấy. Được chưa? Cái là như một cái làm như sau. Cái làm bài toán 2 là như sau nhé. Bài toán 2 là như này. Là tính được K rồi. Bây giờ cần tiếp theo là như vậy là trong cái nhóm GRK đó thì cái số N nó nằm ở trong cái vị trí nào của cái nhóm mà thì đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc lấy gì? Lấy N trừ đi cái tổng cái phần phía trên, phần phía trước GRK của SC. Thì cái làm như sau. Cái lời giải này, phần này là như sau. Tính M như sau nhé. Đây, lời giải như sau này. Đây, chúng ta mô tả cái lời giải nhé. Lời giải này. Lời giải bài toán 2, rất đơn giản như sau. Chúng ta lấy SC chúng ta trừ đi, chúng ta bằng là lấy SC chúng ta bằng SC trừ đi gì? SC bằng SC trừ đi gì? Trừ đi cái tổng cái chiều dài của tất cả cái phần S phía trước, chính là chữ gì? Trừ đi là đây là dấu trừ nhưng chứ không phải đây không phải là dấu, đây là dấu trừ. Đấy, S trừ đi gì? Trừ đi K nhân với 9 nhân với 10 mũ K trừ 1. S và S trừ đi cái này. Đây là cái số mà cái chiều dài ở phía trước. Sau chúng ta lấy M chúng ta lấy bằng chính là bằng N trừ đi S. Đây chính là lời giải số 2. Là M nằm ở trong cái vị trí nào? Vị trí nào của cái dãy là của cái nhóm GRK nhé. Nhưng mà là sau cái nhóm này thì sau bài 2 này chúng ta biết được cái gì? Bây giờ tôi lại mô tả lại cho các bạn xem nhé. Cái chỗ này nó hơi phức tạp. Như vậy thì chúng ta bài 1 chúng ta tính được là số K. Bài 2 chúng ta tính M. M là cái gì đây? M chính là cái này này. M chính là cái vị trí của cái đây này. Bây giờ tôi mô tả lại
tôi mô tả lại cái nhé, tôi mô tả cái nhóm là tôi mô tả lại cái nhóm nhóm GRK nhé. Đây, GRK đây. GRK nó chia thành thành những cái đoạn. Cái độ dài là K bằng nhau. K này. K này. K này. K nhé. Tôi kêu cái độ dài này là gì? Cái số cái đây là vị trí thì n đấy, đây là vị trí thứ số m, cái m là cái chiều dài tính từ đầu tính từ đây này tới đây này, đây là vị trí, đây là chính là số n nhé. Nhưng mà ở riêng trong cái dãy GRK thì nó là ở vị trí thì m, vì là m bằng n chia s, s là cái tính từ đây thôi, tính từ đây thôi nhé, từ đây cho đây thì cái m chính là cái độ dài từ đây tới đây này tới đây, đây là vị trí thì n ở đây. Tôi kêu cái này làm kêu cái đoạn này, kêu đoạn là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4. Đoạn này tôi kêu tên là P nhé. Đây là P trừ 1. Thì cái bài toán số 3 là tính cái P này. Đấy, tính cái P nó là bao nhiêu? Cái bài toán số 3. Bài toán 3 là tính cái chỉ số P là cái chỉ số có cái đoạn P, là tính P bằng cái số thứ tự các cái ca đoạn mà chứa cái vị trí M. Tính từ đầu nhóm GRK. Thì đó chính là cái bài toán 3. Bài toán 3 làm cũng dễ, không có gì là khó cả. Bài toán 3 làm như sau nhé. Bây giờ tôi mô tả, tôi lại giải cái bài. Chúng ta phải nhìn vào đây chúng ta mới làm được. Chúng ta phải nhìn vào đây này. Nhìn vào cái hình này. Đấy, mình làm được nhé. M là đây nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ việc là chúng ta nôm na là chúng ta gì, chúng ta nhân ga lên thì phải là như sau này, thì m thoát được là gì, là p nhân với k thì phải lớn hơn hoặc bằng m, còn là p trừ 1 nhân k là nhỏ hơn m. Cái k nó nghĩa như thế nhé, cái số p nó có nghĩa như sau. Cái p là cái số thỏa mãn cái điều kiện sau đây nhé. Cái là m là cái vị trí mà nằm trong cái nhóm p thì ta phải có như sau. Ta phải có là p trừ 1 nhân với k là phải nhỏ hơn m, là phải nhỏ hơn bằng là pm, là pk. Thấy không nào? Đây chính là cái số này, thỏa mãn điều kiện này. Vì p trừ 1 k là nhân với là cái độ dài suốt từ đầu cho đến gì, từ đầu này chuyển đến đây này. Đó. M nằm ở đây, vì suy ra là m là phải nhỏ hơn bằng là p nhân với k, mỗi bước đoạn này là bằng k hết mà. Đấy. Thế thì phải thỏa mãn điều kiện này. Thì từ đây suy ra như sau, từ đây suy ra là gì, là p trừ 1 là nhỏ hơn m chia k, là nhỏ hơn là bằng p. Đã có công thức này mà từ đây chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ tính được cái p đó. Thì cái p là như sau nhé. Cái p này gần như là nó bằng gì, nó bằng là gì, nó bằng là cái em bằng cái em nó bằng cái phép chia cho em là m chia k, nhưng ta cho ta làm cẩn thận hơn một chút nữa nhé. Thì bây giờ tôi mô tả như sau này đây nhé. Thì p là như sau này, thì cách là từ cái tính p là như sau, cái tính p là như sau nhé. Đây cái tính p là như sau nhé. Đây cái tính p này, cái tính p là như sau nhé. Đoạn 3 thì đầu tiên tôi cho làm p, tôi sẽ bằng là gì, tôi sẽ bằng lại là
là phép chia, là cái phép chia nguyên, phép chia nguyên nhé, là deep deep k cộng 1. Phép chia nguyên ta cộng, thêm 1 vào. Còn là bây giờ ta kiểm tra là nếu này if này, if mà m mà 1 k, nếu m chết cho k ấy, chết cho k thì là p nó chính là, thì p nó giảm đi, thì p nó chính là n lẽ m chia k, vậy thì p nó sẽ bằng p chia 1. Đây là cái phần là tính được p. Thì ở trên scratch thì nó là như thế này. Ở trên scratch thì cái này nó sẽ là bằng đây là phép chia cộng 1. Thì đây chính là lấy cái phần cái chỗ này nó chính là cái này. Cái phần này nó chính là gì? Bắt đầu một chút nhá. Chúng ta cái phần này trong scratch là cái gì nhá? Alo. Rồi, để thêm. Mình chúng ta cùng nhau viết lại chỗ này nhé. Thì hai cái này chúng ta viết lại, nó chính là cái này này, nó chính là cái p có tính là chính là p, nó chính là gì, p nó chính là cái hàm ceiling của m chia k. Được chưa? Cái p có tính mà chính là cái phần nguyên, mà lấy phần nguyên lên phần nguyên làm là tròn lên của m chia k. Đấy. Chúng ta có thể như vậy là cái đề cái chính p. Đó là bài toán số 3. Bây giờ bài toán 3 chính rồi, chúng ta làm sang bài toán số 4, là bài toán cuối cùng, là ta tính cụ thể là cái chữ số tại vị trí m nó là số nào. Thì chúng ta phải cùng nhau phân tích cái p đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây, trong cái p đây, cái bài toán 4 là như sau. Bây giờ bài toán 4 là như sau nhé. Để chúng ta sẽ phân tích cái số p đây, cái vị trí thứ p đây. Thì đây là vị trí thứ, đây là số m ở đây. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích, nhưng mà vị trí này nó nằm ở đâu, đây là vị trí nào ở vị trí này, tính từ đây gọi là q nhé. Vì bài toán tiếp theo là cái bài toán số 4 là tính q. Ở đây q là gì? Đây là q là cái số thứ tự của cái vị trí m trong cái số thứ p của rk. Được chưa? Thì ta biết p rồi, thì ta hoàn toàn ta có thể tính được q. Q nó bằng gì? Q nó chính là bằng sao? Lấy giải Q nó chính là bằng gì? Bằng chính là m trừ đi cái phần phía trước đó, chính là phần nhân trừ đi gì? Trừ đi k nhân với p trừ 1 thôi. P trừ 1. Đấy, thì chính đáp án. Vì sau khi đã tính đáp án rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là dễ, hoàn toàn có thể tính được nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau sau khi đã biết p rồi, biết q rồi, chúng ta có thể tính được đáp án như sau. Dẫn đáp án cụ thể như này nhé. Chúng ta nhớ lại một chút này nhé. Đây, p này, p nhé. P là chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái số này, cái số mà cái số mà ở vị trí thứ p này là số nào. Chúng ta chú ý nhé. Đây, nó là 10 mà k trừ 1 là ứng với là p là bằng 1 này, k bằng 2 này. Cái vị trí thứ p chính là 10 mũ k trừ 1 cộng với p trừ 1. Được chưa? Đấy, thì chúng ta có như sau. Như vậy là cái vị trí đáp án như sau. Để chúng ta làm tiếp tục nhé. Đây tôi lại để đợi một chút nhé. Đây tôi không... Đây là 4 trang rồi. Tôi không... tôi muốn chèn thêm trang, tôi làm thế nào nhỉ? Để tôi một tí nhé. Trang này.
Đợi tôi, để tôi chèn cái... Không thể chèn thêm vào đây chữ nữa nhỉ. Bây giờ là tôi đang vẽ ở trên cái file văn bản. File uộc, bây giờ tôi muốn chèn, muốn để thêm trang, tôi phải làm thế nào, để tôi một chút nhỉ. Nó hơi ngờ nó lại phức tạp thế. Đấy, nó bị lùi xuống ấy. Để tôi một chút nhé, anh tôi đưa đây này, chỉ có một tí nhé. Đấy, giờ tôi sẽ đẩy cái này lên. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm thế nào để tôi đẩy cái này lên bây giờ nhỉ? Đưa thêm một chút nhé. Tôi đang muốn đẩy tất cả cái ảnh lên để làm thế nào, để tôi một chút, tôi làm cái nào để tôi có thể tôi copy cái thứ này lên trên. Rồi, đấy, rồi đấy, chỗ này tôi đẩy xuống một tí. Đợi tôi một chút nhé, chỗ này tôi muốn đẩy xuống này. Không biết bao nhiêu. Tôi đang xuống nha. Ừ. Được rồi. Bây giờ tôi đang như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp cái để tôi nhắc lại cái bài toán 4 nhé, và bài toán 5. Như vậy là cái bài toán 4 như sau. Cái bài toán 4 chúng ta biết rồi. Cái bài toán 4 là như sau. Nhắc lại tôi viết đây vì hình như bị vỡ. Bài toán 4 là như sau nhé. Là tôi tính quy. Là cái vị trí của cái số chỉ số M tại cái phần tử P, tại cái dãy, cái đây là dãy P, là dãy thứ P, nên đây là M này, còn đây là Q này. Đấy. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta tính được là gì, là cái Q nó chính là bằng gì, nó chính là bằng cái Q này nó chính là bằng M trừ đi K nhân với P trừ 1. Chính là Q. Bây giờ chúng ta sẽ làm nốt phần cuối cùng nhé, là chúng ta tính đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ tính đáp án, là tính xem là cái số thứ tại cái vị trí M này nó ứng với cái chữ số nào, là đáp án của cùng bài toán nhé. Đây. Thì chúng ta sang bài toán cuối cùng là bài toán 5 nhé. Bài toán 5, bài này hơi dài một tí, các bạn chú ý theo dõi. Tôi sẽ tổng kết lại. Bài toán 5 là tính đáp số. Đáp số của bài toán. Nó rất là nhanh thôi. Bài toán. Chúng ta tính xem là cái chữ số thứ N, thứ M ở trong cái số thứ P là bao nhiêu. Được chưa? Đấy. Chúng ta từ số n lớn, chúng ta quy về trong tính xem n nằm trong cái nhóm GRK nào. Có K rồi, chúng ta tính xem là số n đó nó có chỉ số ứng nó là cái vị trí nào ở trong cái dãy GRK đó. Sau chúng ta tìm xem nó nằm trong cái số thứ P nào, mỗi cái số như vậy là một số có K chữ số, và chúng ta cứ thu nhỏ lại, và cuối cùng chúng ta thu được kết quả như sau. Thì đến cuối cùng bài toán 5 thì giải như sau nhé. Chúng ta còn nhau, các bạn chỉ khó với tôi một chút thôi, phân tích nó dài thôi nhưng mà giải nó rất là ngắn, giải nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Chúng ta cùng nhau phân tích như thế này nhé. Thì tôi phải đợi một chút, tôi kéo dài nó ra thế này để cho chúng ta dành thời gian để chúng ta viết được rồi. Thì là giải như sau nhé, đây là giải như sau. Để giải cái bài này là như sau. Đây. Thì chúng ta biết rằng là gì, cái
ở trên chúng ta đã phân tích đấy, và chúng ta tính được, đầu tiên chúng ta tính được cái số, tính cái số tự hiệu lệ là 5 nhé, bằng cái số thứ P có k chữ số. Trong cái nhóm GRK. Cứ tính tới 5 lần thôi. Khi tính 5 rồi thì đáp án của bài toán cuối cùng nó chính là 5, và lấy ra chữ số Q là ra. Đấy, Q là cái phân chia tôi vừa tính. Vậy cứ tính 5 là xong thôi. 5 tính như sau. Đáp án 5 như sau, 5 là như sau, 5 là 5 là 5, 5 là sẽ bằng, nhớ nhớ lại 5 chính là bằng gì? 5 chính là bằng như sau, chính là bằng là 10 mũ k trừ 1 cộng với p trừ 1. Đây, 5 tính cái này này. Chúng ta nhớ lại nhé. Vì sao có câu thức này? Là vì như sau, là vì chính là câu thức này, chúng ta nhớ lại trên tôi đã có một cái phân tích rất quan trọng. Đây. Đây này. Số thứ nhất là 10 mũ k trừ 1, số thứ hai 10 mũ k trừ 1 cộng 1, thì số thứ k chính là 10 mũ k trừ 1 cộng với p trừ 1, số thứ p chứ, cái số thứ p là chính là 10 mũ k trừ 1 cộng với p trừ 1, nó chính là cái này. Chính là cái này, được chưa? Rồi, bây giờ cuối cùng chúng ta sẽ viết lại hoàn toàn từ đầu đến cuối, phân tích hoàn toàn với cái thuật toán của chúng ta nhé, để chúng ta thấy nhé. Bây giờ tôi sẽ viết lại phân tích cái thuật toán này chính nhé. Tôi viết bằng tích cho nó dễ nhé. Viết bằng tích cho nó dễ này. Đây là giải bài toán nhé. Tôi viết bằng giữa. Đây là giải bài toán, các bạn cũng nhìn rõ không nào? Đây là giải bài toán của chúng ta nhé. Đấy. Viết bằng pseudo code nhé. Đầu tiên chúng ta này là input nhé. Viết bằng tiếng Việt là N này. Đấy. Được chưa? Thì bước 1, nhắc lại này. Bước 1 chúng ta tính cái số k là để biết được là cái số n đó nằm trong cái nhóm GRK nào. Thì chúng ta nhớ lại bài toán đó nhé. Chúng ta viết là k bằng 1 và s 9 là bằng 9. Sau chúng ta là repeat nhé. Repeat until cho đến khi mà n nhỏ hơn hoặc bằng s thì chúng ta dừng lại. Được chưa? 2 3 4 nhé. Và chúng ta viết này, chúng ta tăng k lên một đơn vị, sau đó chúng ta khi các bạn viết bằng khi các bạn viết bằng tay thì chúng ta viết bằng trên máy tính ý, thì chúng ta nhớ chúng ta thụt vào là bốn ký tự nhé, cho nó hợp lý thôi. Vì ở trong Python ấy, trong Python khi chúng ta mô tả các lệnh, khi thụt vào bốn ký tự thì chúng ta cũng làm như vậy nhé, thụt vào bốn ký tự. Như vậy chúng ta nhớ là sc thì bằng sc cộng với k nhân với 9 nhân với 10 mũ k. Chúng ta nhớ lại 10 mũ k trừ 1. Đây là chính là cái phản ứng lệnh ta đang làm rồi nhé. Để viết bằng đấy. Như vậy làm hết cái đoạn này là chúng ta tính được cái nhóm k. Sau đó chúng ta tính lại cái sc là bằng s trừ đi, để tính được cái độ dài của cái phần của đoạn sc ứng với cái nhóm GRK thôi. Chính bằng trừ đi gì? Trừ đi k nhân với 9 nhân với 10 mũ k trừ 1. Đấy. Cái đây chỗ này là mũ nhé. Đấy. Sau đó chúng ta tính cái m. M bằng là n trừ đi s. Sau đó chúng ta tính p. Nhớ lại cho tính p và q. P bằng như sau. P sẽ bằng, như là công thức chính nha, bằng là ceiling của m chia k. Sau đó chúng ta tính q, nhìn lại nhé, tính q, q là bằng là m trừ đi k nhân với là p trừ 1. Thực ra không cần viết chuyện bỏ đi nữa, viết bằng toán học mấy bạn cũng hiểu rồi. Và cuối cùng chúng ta ở dòng cuối cùng là chúng ta tính cái năm là cái số hạng, là cái số ứng với thứ p. 5 bằng là bằng 10 mũ k trừ 1 tất cả cộng với p trừ 1 bằng cái này. Đấy, viết luôn đấy, cuối cùng
chúng ta output ra ngoài. Đáp án output ra ngoài là chính gì? Chính là 5 số phân tử thứ chữ số thứ thứ quy của cái số 5 này. Đấy, như vậy tôi thêm. Và đây chính là cái này tôi mô tả lại cho các bạn nhé. Đó, đây chính là cái phần mà là của là thuật toán đấy. Ở đây tôi đã làm sẵn này, các bạn cứ dùng thuật toán nhé. Đấy. Đây là mô tả cái thuật toán đấy. Được chưa? Đây chính là cái thuật toán, đây là cái đề thứ tự của tôi mô tả bên này. Hay tôi dùng cái này hay hơn nhé. Tôi dùng cái này tìm cái này đây, cái này cũng được. Đấy, cái này nhé. Các bạn thấy không? Như vậy là cái lời giải của chúng ta đây lên lời giải đây rất là chuẩn xác nhất, chính xác nhất và nó rất là nhanh. Cái lời giải này nó nhanh gần như tức thời các bạn ạ. Nó không phụ thuộc vào n bao nhiêu, nó chạy rất nhanh. Và đây chính là lời giải là chính xác hoàn toàn. Còn chúng ta làm lời giải một phía trên ấy là cái lời giải mà nó chậm. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái này ở trên đây nhé. Chúng ta nhớ cái này nhé. Và chúng ta sẽ luôn nhớ cái này và chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài toán này nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích cái đây như sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải cái bài toán này. Chúng ta nhớ lại một tí là chúng ta phải làm sao nó ra đáp án đúng như tôi mong muốn nhé. Đây hơi dài một chút, chúng ta nhớ lại phía trên nó là như thế này. Mà toán này những 7 trang cơ mà. Đấy. Nếu mà n bằng 19 đáp án nó phải là 4, n bằng 191 đáp án nó phải là số 0. Ta cùng nhau làm, chúng ta kiểm tra xem đúng hay không nhé. Để mình chúng ta cùng nhau làm cái bài toán này. Thôi bây giờ tôi sẽ làm hai cách luôn nhé. Tôi làm cách 1 trước. Cách 1 đây này. Và tôi làm cách 2. Tôi làm hai cách, sau đó chúng ta cùng nhau kiểm tra. Cách số 2 chắc là chúng ta không cách thứ nhất này rõ ràng là nó sẽ rất là chậm, nhưng mà tôi cũng làm thử cho các bạn xem nhé. Cái 1 thì nó đơn giản hơn và nó không cần cái tư duy gì về chúng ta có cần tư duy lập trình thôi là làm được ngay, không có tư duy về toán. Còn cách số 2 là cách trong lời giải của nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó đòi hỏi rất nhiều tư duy về toán. Mà cái tư duy toán này tôi nhắc lại là nó là rất là sử dụng trong rất nhiều bài toán khác. Các bạn chú ý cái bài này là một bài rất điển hình, tôi muốn để tới các bạn cùng nhau làm. Mình chúng ta cùng nhau làm cách thứ nhất trước nhé. Cách 1 này. Bây giờ chúng ta cùng nhau cho phân tích cho con mèo đi. Con mèo là cái nhân vật chúng ta sẽ bây giờ là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra hai nhân vật. Cho nó hay nhé. Cô giáo đi nhé. Chúng ta đi xem bên này. Được chưa? Đấy, không quan trọng lắm nhé. Không quan trọng lắm. Thì cô giáo đầu tiên là gì? Chúng ta sẽ cho là như sau. Sân khấu sẽ là người mà nhập dữ liệu. Người nhập dữ liệu. Sau đó thì chúng ta sẽ sân khấu sẽ gửi cho mèo và cô giáo. Mèo sẽ làm theo cách 1. Cô giáo làm theo cách 2. Và so sánh cho ai làm nhanh hơn nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đây, chúng ta tạo ra các cái biến nhé. Đầu tiên là biến n trước nhé. Biến n. Thôi chúng ta tạo ra hai biến số 2 là biến gọi là biến KQ nhé. KQ sẽ là cái kết quả đầu ra. Bây giờ tôi lập trình cho cái sân khấu trước nhé. Sân khấu là cái nơi là nhập dữ liệu ban đầu. Tôi sẽ vào đây. Ở đây nhé, tôi nhập dữ liệu này. Nhập số tự nhiên nhé. N. Và chúng ta sẽ nhập. Đây. Set N. Set N bằng bao nhiêu? Bằng cái này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ gửi thông điệp cho hai bên cùng giải nhé. Chúng ta gửi một thông điệp đây. Gửi thông điệp là đây, thông điệp là cái này nhé. Giải đi. Được chưa?
Rồi bây giờ chúng ta làm cho mèo trước nhé. Mèo sẽ làm theo cách giải cách thứ nhất. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại cách nhất nó là các cách như thế nào. Chúng ta cùng nhau đây. Chúng ta đặt S thì là một cái sâu rỗng. Chứ là hai chương trình là đồng chạy đồng thời, cho nên hai chương trình đó phải không được dùng chung các cái không được dùng chung các cái biến. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cho nên là thì cái vì cái giải chất là cái giải nó không được thân thì thôi. Chúng ta sẽ chọn cái tôi không dùng cái biến cái S của con mèo, tôi sẽ ký hiệu là S1 nhé. Còn K của con mèo tôi ký hiệu là K1 đi. K1 vào nhé, K1 nhé. Đó. Còn cái cô giáo thì tôi dùng lời giải chính thức thì tôi vẫn dùng là S và K bình thường. Thì tôi làm như sau, tôi giải cho con mèo trước nhé. Con mèo trước thì tôi làm như sau. Con mèo trước tôi làm như sau thì tôi sẽ con mèo này. Khi mà mèo nhận được thông điệp là giải đi thì mèo làm như sau. Tôi tạo cho con mèo hai nhân vật, hai cái biến là biến là S1 thì tôi chuẩn hận. Các bạn chú ý là không trùng nhau, hai bên mà trùng nhau là chết luôn, nên là nó cùng giải với nhau và là dùng chung biến là sẽ lẫn lộn nhau ngay lập tức nhé. Đó. Thì cái làm như sau này, chúng ta nhớ lại cái lời giải của nó nhé. Đấy, giải của nó đi này. Đấy, ta nhớ lại nhé. S bằng rỗng này, K1 S1 bằng rỗng, K1 bằng 1 và chúng ta repeat cho lặp lại, chúng ta output ra cái này. Lời giải nó rất là ngắn và rất là dễ hiểu. Làm như sau nhé. Chúng ta đặt cái sâu S1 là rỗng. Chúng ta bấm này, chúng ta xóa là rỗng này, bấm này là xóa này. Đấy, rỗng. Chúng ta đặt cái K1 bằng 1. Được chưa? Sau đó chúng ta lặp. Đây, chúng ta repeat là N lần. Đây, repeat N lần. Thì bây giờ làm như sau. Chúng ta lấy S1 bằng S1. Đây, lấy S1 bằng S1 kết nối với K1. Ta sẽ dùng cái này này. Chúng ta dùng cái kết nối là dùng cái này này. Dùng cái join này này. Đấy. Được chưa? S1 bằng kết nối bằng chúng ta nối với S1 cộng với K1 thấy chưa? Và chúng ta trên K1 bài 1. Đây đoạn này là lập N lần đây mà. Đây. Kết quả ra chúng ta sẽ output ra ngoài, chúng ta dùng lệnh save. Save ra cái gì? Chúng ta dùng lệnh save ra là gì? Là S1 là phân tử thì N, cái số thì N. Được chưa? Đấy. Chúng ta quay lại đây nhé. Đây. Cái này chúng ta dùng chính như này, dùng chính cái lệnh này. Đây. Đó. Chúng ta lấy phần tử thứ N của S1. Thế thôi. Thì tôi thử lấy ra, tôi thử chạy thử cho bạn xem nó đúng nhé. Đây là mèo làm trước nhé. Nên chúng ta xem lại cái 19 thì nó phải là 4 và 191 thì nó phải là 0. Chúng ta thử kiểm tra cái đúng không nhé. Đây. Chúng ta là 19. Thì nó phải là 4. Đúng không ạ? Chúng ta chạy lại này. 191 thì nó phải là 0. Đấy, như vậy bây giờ này. Tạm thời tôi cho là đúng nhé. Tôi thử chạy thử xem không nhanh, tôi chạy thử nhanh cho thử như là 1.000 thì nó nhanh nhỉ, 1.000 cũng ra rất nhanh đúng không, 1.000 là ra ngay nhé. Tôi thử cho 2.000 cũng ra nhanh, thì cho nên 10.000 nó có đi nổi không nhỉ? Cũng nhanh lắm nhé. Tôi cho là 100.000, 10.000, 50.000 cũng rất nhanh đấy. Lần nữa là tắt đấy nhé. Tôi cho nó là 100.000 chắc là không 100.000 thì chắc là không chịu nổi. Không có thể nó ra sai. Không có thể nó bị sai. Tôi không hiểu cái S của nó sẽ S1 là nó là bao nhiêu. S1 này. Cực to luôn. Thôi được, tôi sẽ A sau nhé. Tức là với nó sẽ cho nó sẽ là vì chúng ta nhớ là cái SC nó chỉ hỗ trợ gì, nó chỉ hỗ trợ là 200.000 số ký tự như 200.000 thôi, chứ nếu mà nó vượt quá lên là nó bị
nó bị gì, nó bị treo máy hoặc nó bị lẫn. Tôi thử cho nên là 200 ngàn luôn, chứ nó giảm bao nhiêu nhé. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Bây giờ chúng ta sang cái lời giải của cô giáo, lời giải chính xác nhé. Chính xác thì sao? Tôi chúng ta nhớ lại các một số các cái biến này. Chúng ta nhớ lại lời giải chính xác đáp án như sau. Này, chúng ta nhớ lại bài toán này là tương đối hay mà rất là khó luôn nhé. Khó đối với học sinh tiểu học, theo tôi là rất khó luôn. Học sinh cấp 3 cũng chưa chắc cũng nhìn thấy khó chứ. Đây, chúng ta nhớ lại cái lời giải của nó là nằm ở đây. Đây. Tất cả nằm ở đây nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng nhé. Chúng ta cần cái biến là biến S này, biến K này, biến biến M này, biến P và biến biến 5 và biến Q. Khá nhiều biến nhé, khá nhiều biến. Cho nên nhìn nó dễ hiểu. Chúng ta cùng nhau chúng ta viết là cái lời giải như sau. Cô giáo nhé, khi cô giáo nhận được cái thông điệp là gì, nhận được cái thông điệp là giải đi, thì cô giáo sẽ bắt đầu giải như sau. Chúng ta cùng nhau đọc thông số cho cô giáo nhé. Biến K này, biến S này, đúng không, biến M này, biến P này, biến Q này, đúng không? Thế biến KQ này không cần. Và biến thứ cuối cùng là biến gì? Biến K, biến 5. Biến 5. Được chưa? Đó là những biến mà liên quan đến cái biến KQ này là không cần. Tôi đưa ra luôn. Được chưa? Bắt đầu như sau, chúng ta cùng nhau phân tích này. Bước thứ nhất là chúng ta đây, chúng ta đặt cái này, chúng ta để ta tính bước số toàn, chúng ta này, tính K. Sau chúng ta làm bước này, chúng ta làm lừa thôi, từ đầu xuống dưới đấy nhé. Nên chúng ta cùng nhau làm. Chúng ta đặt K bằng 1. Đặt K bằng 1. Chúng ta đặt S bằng 9. Chúng ta nhớ lại nhé. Đặt S bằng 9. Rồi. Sau đó như sau. Sau đó chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ repeat until cái này, nhưng mà ở trong class nó không có cái dấu bằng, chúng ta phải là repeat until là not n lớn s, có chỗ lớn hơn hoặc nhỏ hơn, không nhỏ nào bằng, thì nhỏ nào bằng này chính là not n lớn hơn 9 nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta gọi là repeat until. Đây, repeat until thì là not n lớn hơn 9, chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta dùng n đấy, n lớn hơn s gì chứ, đây nhé, chúng ta lấy ra là n lớn hơn s gì, mà chúng ta lấy cái phần ngược lại của nó là cái phần not, và là như này mới đúng. Đấy. Thì not n lớn hơn 9 chính là tương đương với là n nhỏ hơn bằng 9. Ẩn thiên cái này, cho khi nào cái này đúng thì dừng lại. Được chưa? Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta tăng K lên một đơn vị. Trên K bằng 1. Và chúng ta tăng S gì lên. Trên S. Trên S bài. Trên S là K nhân 9 nhân 10 mũ K trừ 1, chỗ này 1 số nhân 2 số nhân nhé. Chỗ này hơi dài một tí nhé. Là như sau này, chúng ta phải làm phép như sau này. Đầu tiên là K này, K nhân với 9 nhân với 10 mũ K trừ 1. Chúng ta phải làm tiếp theo K nhân với 9 đây. K nhân với 9 nhân 10 mũ K trừ 1. Đây là K nhé. Đầu tiên là K này, K này nhân với 9 này. Nhưng chỗ này là 10 mũ K trừ 1, 10 mũ đây, chúng ta phải lấy cái hàm này ra. Đây, hàm này nhé. Tức là lấy 10 mũ này. 10 mũ là cái hàm này, chứ hàm này là 10 mũ này. 10 mũ chỗ này là 10 mũ K trừ 1. Chúng ta chỗ này chúng ta phải lấy thêm lấy cái hàm lấy cái phép trừ ở đây này. Đây nhé, chúng ta kịp ra đưa vào đây. Đây là K trừ 1, đây là 1 này. 1. Và chỗ này là K. Đó.
Thì sau cái chỗ này, sau cái bước này chúng ta tính được k, sau đó chúng ta sẽ làm tiếp tục phần sau, chúng ta tính p, tính m, đúng không, tính q. Cho làm lượt nhé, đầu tiên chúng ta tính p trước này, chúng ta nhớ lại tính p. P thì bằng là làm tròn lên của chúng ta tính m trước, xin lỗi, m bằng m. Không, chúng ta làm bước nữa, chúng ta tính lại cái sc. Sc thì bằng gì? Sc là bằng s trừ đi cái này nữa. Đấy, chúng ta làm thêm bước nữa thì ta mới ra được nhé. Đây, ở chỗ này này, chúng ta là phải trên s. Số bước này tính được k, còn đây ta phải trên s by là trừ cái này. Thì chúng ta sẽ copy cái này ra, chúng ta nhân với trừ 1. Đây, nhân với trừ 1. Đây, nhân với trừ 1 nhé. Chỉ một, nó copy toàn bộ cái này ra. Tính s lại này, sau đó chúng ta sẽ gì, chúng ta tính m trước, sẽ tính được p, m đấy, m là bằng sao, mỗi m chính là cái hàm làm tròn lên, m chính là hàm làm ceiling của gì, thì m là bằng n trừ sc chứ, p mới là bằng ceiling. M bằng n trừ sc. Đấy, làm trừ nhé. Bằng n trừ đi sc. Đấy. Rồi sau đó cho tính tiếp là p nhé, p chứ bằng ceiling của gì, của phép chia đây, phép chia cho m chia k, p là nhân với m của m chia k, sau đó mình tính q là bằng m chia k nhân với p chia 1 đây nhé. Ceiling của m chia k, m chia k. Đấy, đây là p. Sau chúng ta tính q nhé. Q sẽ bằng là m trừ đi. Đây. Bằng m trừ đi, trừ đi cái gì, bằng m trừ đi trừ đi k nhân với p trừ 1. Là nhớ lại p q bằng m trừ đi k nhân với p trừ 1. Đây là đó là đây toàn những phép tính rất là ngắn, nên nó rất là nhanh, nó không có cái nó không có phép cộng dồn từ đầu 1 đến n là không có, chuyển được rất là nhanh, bài này rất là nhanh nhé. Đây bằng m trừ đi gì, m trừ đi k nhân với b trừ 1. Chúng ta làm hơi lâu một chút này, k nhân với p trừ 1 này. K nhân với p trừ đi 1. Đây là q. Sau chúng ta là tính bước cuối cùng là tính cái số, là cái số một cái số đứng thứ p đấy, cái số thứ p mà cái chỉ số tn mà đây là tính là 5 nhé, 5 là cái số cuối cùng này, 5 nó bằng con thức này này, 10 mũ k trừ 1 cộng b trừ 1. Cộng b trừ 1. Như vậy chúng ta là có phép cộng trước sau, phép trừ sau nhé. Ta có phép cộng ở đây, cộng ở đây phép trừ xong, đây. Cộng với p trừ 1, cộng với p trừ đi 1. Chỗ này là 10 mũ k trừ 1, chính là cái này này, chúng ta phải copy cái này xuống. Đấy, 10 mũ k trừ 1. Đấy.
và cuối cùng là chúng ta đưa kết quả ra ngoài. Chúng ta dùng cái lệnh này, save, chúng ta lấy cái hàm hàm lành ra thôi. Là số thứ quy của cái số 5 này. Đây chính là cái, đây chính là cái lời giải của cái mô tả lại cái thuật toán này này. Được chưa? Mà các bạn thấy nó rất phức tạp, không biết tôi kiểm tra lại đúng không nhé. Tôi kiểm tra lại đầu tiên là với n bao nhiêu. Với n bao nhiêu tôi kiểm tra lại một chút nhé. Đây kiểm tra lại cái lời giải của tôi. Với n bằng 19 thì nó phải là 4. Là 19 thì cả hai nó phải ra là 4 thì mới đúng nhé. Đấy, 4 nhé. Với n bằng 191 thì nó phải ra là 0. 191 nó phải ra là 0. Bây giờ cho n thật lớn là như nào nhé. N bằng 1 triệu nhé. Đấy, n bằng 1 triệu thì con mèo nó sẽ ra, vẫn ra nó chậm hơn một chút nhé. Còn n mà lớn nữa thì nó sẽ càng khó nhé. Khi mà nó càng lớn sau này thì nó sẽ càng khó. Đấy, thấy không này? Thì vn mà đủ lớn ấy thì con mèo nó tính rất là khó, thậm chí nó không ra luôn. Vậy thì các bạn chú ý nhé. Đây chính là cái chỗ mà chúng ta thấy là nó cái lời giải 2, cách 2 mới là cái lời giải chuẩn nhất nhé, nhưng mà nó hơi phức tạp. Các bạn chú ý nhé. Và chúng ta đây, mà chúng ta từ nãy giờ chúng ta chỉ làm một cái bài này thôi. Một cái bài theo tôi nó rất là điển hình, và nó có rất nhiều bài toán thi. Tôi để ý rất nhiều cái đề thi của các tỉnh, ngay cả cấp trung khảo hay vào khu vực, thì rất nhiều cái bài toán nó ná giống cái bài này. Thì đây là một cái bài điển hình, các bạn chú ý về nhà các bạn xem kỹ lại cái lời giải của nó, chúng ta sẽ làm nha. Là sẽ cùng nhau làm cùng nhau phân tích cái này, làm cho làm lại và cho phân tích lại cái bài này nhé. Để tôi ghi lại cho chúng ta xem. Bài này chúng ta sẽ ghi ra. Không cho ghi lại, kiểm tra xem sao không cho ghi lại. Đó là lỗi gì đó đúng không? Lỗi gì đó nhỉ? Bộ nhớ không đủ sao? Cái bài này chính là cái bài mà tôi vừa đang làm, chính là một cái bài trong cuốn sách của tôi nhé. Đây là cái bài số 1 ở trong cái phần B trong cái cuốn sách của tôi. Thì cái phần A là cái đề thi thi học trẻ, còn cái phần B là các một số bài toán giải toán. Thì đây là cái bài số 1 trong phần B. Các bạn về nhà các bạn xem lại cái bài toán đó nhé. Thì trong sách của tôi viết rất là cẩn thận rồi, nhưng mà tôi muốn giải lại lần nữa để các bạn xem nhé. Trình của tôi nó bị treo, mà tôi không hiểu sao nó treo cái gì này. Chết cha. Thôi về nhà tôi sẽ lần nữa tôi sẽ làm lại cái bài này. Không hiểu nó lỗi ở chỗ nào. Nó lỗi cái gì đó mà không thể hiểu nổi. Ôi toi rồi, được, không sao nhé. Cái bài này về có trong, các bạn có thể tra cứu ở trong cuốn sách của tôi, là nó có lời giải. Nó có lời giải cho chúng ta tra cứu, của chúng ta sẽ cùng nhau. Rồi, như vậy là không phải chúng ta làm cái bài này là cái bài tương đối là quan trọng, mà nó chính được thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ sang làm bài số 2. Bài số 2 này thì tôi sợ rằng tôi cũng không đủ thời gian để tôi sẽ làm đầu đến cuối. Tôi sẽ đưa ra cái thuật toán và phân tích, và chúng ta sẽ cùng nhau làm, mà tôi sẽ đưa lời giải thôi, các bạn có thể các bạn làm thôi nhé.
Thế thì tôi mở rộng nó ra đây và chúng ta có cái đấy. Bây giờ cái bài số 2 chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài toán vẽ hình. Tôi muốn làm ngay cái bài vẽ hình mà nó vừa mới các bạn có trao đổi nhiều ở trên mạng ấy, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Cái bài số 2 là một cái bài là vẽ cái bên, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái bài này. Cái bài này là cái bài mà của cái đề thi vừa rồi của Đà Nẵng nhé. Bây giờ tôi sẽ copy lại cái đề đó để chúng ta cùng nhau phân tích. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích lại cái đề của nó nhé. Đây là cái đề, để tôi sẽ copy cái này cho các bạn vào đây. Họ biết khi nào nghỉ không? Làm sao? Đây là cái bài này nhé, để tôi copy vào đây cho nó dễ nhé. Bài này cũng là bài, đây là cái bài cũng rất là hay, theo tôi cũng rất là hay và nó tương đối là hay, cho nên theo tôi đây là một cái đề hay. Không hiểu sao nó không ra cái tôi copy cái này vậy. Tôi copy cái hình của nó ra đây nhé. Đây. Này, hình như thế này này. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái bài này nhé. Đây. À thầy, đề Đà Nẵng, em từ Đà Nẵng em làm được bài này rồi thầy. Làm được chưa? Dạ, em làm rồi, em từ Đà Nẵng thầy. Ừ, rồi đó nhé. Đây là cái đề mà theo tôi rất là hay, chúng ta cùng nhau phân tích lời giải của cái đề này nhé. Thế chúng ta làm như thế nào? Thì đây là một cái đề theo tôi nó khá hay và nó tương đối phức tạp. Theo tôi biết thì ở Đà Nẵng thì là các thầy ở đó, các thầy là muốn các bạn làm bằng lập trình Python. Nhưng mà tôi không muốn, với học sinh tôi muốn là học sinh chúng ta sẽ làm bằng Scratch chứ không làm bằng Python nhé. Vì chúng ta học sinh cấp tiểu học chỉ học Scratch thôi. Vì là bắt học sinh phải dùng ngôn ngữ khác thì nó mất hay đi nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài này bằng Scratch nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái lời giải này. Thì họ cho trước là cái độ dài cạnh bên ngoài cùng này nó sẽ là 150. Nó tức là một số mà nó ý của họ là làm sao cho nó cái hình này nó phải đủ to mà nó không tràn ra ngoài màn hình. Anh đây chúng ta phân tích là số này nó có thể là 150, nó có thể là 180, nó có thể là 200 vẫn là ngon lành nhé. Trên 200 thì nó hơi bị, thì nó sẽ bị tràn ra ngoài màn hình. Nhưng mà nó dưới 200 thì vẫn là ngon lành. Để chúng ta cùng nhau phân tích cái lời giải này và chúng ta sẽ thấy rõ là như thế nào. Thì chúng ta phân tích có hai cái nhé. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu xem là cái cơ cấu của nó là như thế nào, cái cấu trúc của cái hình như thế nào. Và cái thứ hai chúng ta cùng nhau phân tích là chúng ta đo đạc những cái cạnh này này và chúng ta sẽ đi đến một cái luận là chúng ta nên đặt cái hình này nằm ở đâu, nằm ở vị trí nào. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau phân tích như thế này. Cái việc đầu tiên là chúng ta cùng nhau phân tích xem là cái này là nó nằm mà nó có cấu trúc như thế nào. Thì tôi sẽ cùng nhau tôi giải để chúng ta cùng nhau nhé. Bản chất tôi là như thế này. Đây, chúng ta cùng nhau chúng ta có thể vẽ hình làm cái tạo như này nhé. Đây là hình lục giác. Hình số đầu thì hình lục giác đều chúng ta viết rất là dễ. Giả sử chúng ta xuất phát từ đỉnh này nhé. Đây. Chúng ta luôn xuất phát từ đỉnh gốc này, đỉnh dưới này ký hiệu cái này là x0 y0 đi, là cái vị trí ban đầu tôi muốn vẽ. Thì giờ đây là cái hình ở ngoài cùng, khi mà vẽ xong rồi thì lại về đây nhé. Thì địa hình bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên đây một phần nửa và chúng ta sẽ vẽ tiếp. Chúng ta sẽ xoay một góc. Góc này này, góc này có thể tính được ngay, góc này là bằng 30 độ và chúng ta sẽ đi một đoạn tiếp tục đi vẽ một hình lục giác ở bên này. Lục giác với cái cạnh nhỏ hơn một chút này. Góc đều nhé. Đấy, đi về đây.
và sau một vòng ta sẽ đứng đứng vị trí này. Cái cạnh cùng này là tôi kêu là D, cạnh bên trong này này, bên trong này tôi kêu là một cái kiệu nó là D phẩy, và chúng ta sẽ tính D phẩy thông qua D nhé. Đấy, khi mà tính được kia là vẽ vào trong dành rồi, tôi sẽ lại đi tiếp tới đây một nửa, và đi tiếp nữa tôi vẽ như vậy, cứ như vậy, đi tiếp lại vẽ như vậy, cứ như vậy, và quy trình nó rất là dễ đấy, nó rất là dễ, và cứ thế như vậy chúng ta lại đi tiếp, cứ như vậy chúng ta đi tiếp, khi nào mà vẽ đủ n cái hình này là xong, cho chữ n, và như vậy chúng ta sẽ phải vẽ đủ n hình thì là xong, n hình lưu giác đều là xong, được chưa? Như vậy là cái quy trình của chúng ta là như sau, cái quy trình chung nó là như sau nhé. Từ phút ban đầu chúng ta sẽ thấy là cái quy trình chung nó là như sau. Đây, cái sơ đồ, cái sơ lược của cái vậy là cái mô tả thì là cái sơ lược cách vẽ là như sau nhé. Chúng ta xuất phát từ chúng ta sẽ input tôi viết lại cái sơ lược cái thuật toán là cái pseudo code nhé, n này chúng ta sẽ input n, chúng ta sẽ đặt d bằng 150, nhưng mà nói trước là có thể d có thể đặt bằng là 180 được, vẫn chạy được, bằng 200 cũng chạy được nhé. Đấy, cho chúng ta sẽ tính cái x y, chúng ta sẽ go to đến cái vị trí x0 y0, được chưa? x0 y0, sau đó chúng ta sẽ xoay theo hướng thang, chúng ta sẽ xoay hướng, chúng ta đưa về hướng, chúng ta sẽ đi về hướng sửa, không phải là xoay hướng mà ta đặt hướng, muốn xóa là để xóa rồi, ta đặt hướng, đặt hướng là 90 độ nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Quy trình vẽ này nó rất đơn giản như sau. Đây tôi muốn cho các bạn sơ lược cái việc vẽ này, chúng ta sẽ vẽ đủ n hình thì thôi. Đây chúng ta cùng nhau làm này. Cái vẽ như sau, chúng ta sẽ repeat đủ n lần, được chưa? Repeat là n lần như sau này. Nên là chúng ta làm như sau, thì mà chúng ta sẽ bắt đầu đây, chúng ta sẽ vẽ hình lục giác đều, hình nó rất là dễ, hình nó đều là cạnh d. Khi vẽ xong hình nó đều thì nó trở về vị trí cũ, chúng ta chỉ việc là move về phía trước một đoạn bằng d chia 2. Đấy, thì chúng ta xoay trái một góc là bằng 30 độ, chúng ta nhớ lại góc mà chúng ta vẽ đấy. Ban đầu là đây nhé, ban đầu là vị trí này chúng ta vẽ này nhé. Đấy, khi vẽ xong được một hình thì chúng ta đi về phía trước là đây trên 2, chúng ta xoay trái 30 độ. Sau chúng ta tính lại D mà lặp lại. Cứ như vậy là và lại lặp lại vẽ hình lục giác đều, nhưng đây chính là cái sơ đồ cái thuật toán chính. Như vậy là gì khó ở chỗ là chúng ta cần phải tính lại cái d này là bao nhiêu. Cái d này lần đầu tiên thì là d, lần thứ hai sẽ là một cái cạnh là d phẩy, chúng ta phải tính lại để chia lặp n lần. Nhưng mà cái khó là gì, nếu chúng ta mà vẽ như này thì chúng ta chỉ vẽ cái hình là hình đều thôi, hình nó không phần đặc, không phần tô màu bên trong, mà chúng ta muốn có tô màu cơ thì chúng ta quan sát một chút nhé. Đây, đây này, ban đầu với n1 thì đặc,
với N2 thì cái hình ngoài này là hình thứ nhất, bên ngoài này là rỗng, hình bên trong là đặc. Với N bằng 9 thì hình bên ngoài này này, hình bên ngoài này là nó vẽ một, nó tô một một cái hình tâm hình, không phải đặc hẳn mà chỉ đặc phần này thôi. Xong bên hình bên trong thì lại là rỗng. Hình bên trong này là tô một phần, hình trong cùng mới là đặc. Được chưa? Có N bằng 20 thì hình bên ngoài là rỗng. Hình bên ngoài là không, là không, hình ngoài cùng là không gì, là không, là không, là không tô màu. Hình từ bên trong là tô màu. Được chưa? Đấy, tóm lại thì chúng ta phân tích như sau này. Cái hình ngoài cùng nếu N là chẵn ấy thì nó là hình, nó là hình gì? Nó là hình rỗng. Còn hình ngoài cùng nếu mà nó là lẻ thì nó là tô màu một phần. Còn hình ở trong cùng ấy thì luôn là gì? Luôn là hình vừa vẽ và tô màu luôn. Như vậy chúng ta ở đây không phải là chỉ vẽ hình lục giác đều như này đâu, mà chúng ta phải, thực ra chúng ta phải vẽ có 3 loại hình lục giác đều. Một, hình lục giác đều là rỗng. Hai, hình lục giác đều là tô màu một phần. Và ba là hình lục giác đều là đặc. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ phải tạo ra là, chúng ta phải tạo ra là ba cái, tạo ra ba cái thủ tục khác nhau nhé, ba thủ tục khác nhau để vẽ hình này. Để vẽ hình, thủ tục một tôi kiểu là vẽ hình lục giác đều, hình lục giác đều cạnh D, và hình lục giác đều này là hình lục giác đều là rỗng nhé, là rỗng thì bên trong mình nó không tô màu gì cả. Loại thứ hai là tôi vẽ hình lục giác đều có tô màu một phần thôi và cạnh D. Hình một là vẽ một cái hình giác đều như này, nó là hình giác đều và nó không tô màu gì cả. Hình cái bước thứ hai, cái thủ thứ hai là vẽ hình giác đều tô màu một phần. Tô màu một phần thì tô màu như sau. Tô màu như này nhé, và như lại chúng ta sẽ làm một chút. Hình như cái bài số 2 là như sau. Chúng ta sẽ vẽ hình như này. Ta vẫn có phải vẽ hình giác đều như bình thường nhé. Đấy. Như này. Sau đó chúng ta sẽ tô màu phần này này. Đấy, chúng ta lên, chúng ta tô màu phần này. Đấy, chúng ta tô màu phần bên ngoài này nhé. Đấy, chú ý nhé. Tôi là tô màu một phần. Tức là chúng ta sẽ phải vẽ cái hình lục giác đều như thế này. Như thế này. Sau đó chúng ta đi lên một D trên 2. Sau chúng ta sẽ phải vẽ cái hình này này. Đó, hình này này là hình này, chúng ta sẽ tô màu hình này. Và làm xong chúng ta đi lên đây, chúng ta lại vẽ tiếp hình nữa, cứ thế đi vòng quanh. Đấy, thì là vẽ hình thứ hai. Còn thứ ba là cái vẽ hình các đều tô màu đặc, một toàn bộ bên trong vẽ hình lục giác đều, hình lục giác đều đặc, tô màu đặc nhé, đặc. cạnh D. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giả sử chúng ta có ba cái hình này, tôi gọi cái hình này, đây tôi gọi cái hình này tôi gọi là tôi gọi cái này là tôi gọi là vẽ hình một nhé, vẽ hình một. Thứ hai này tôi gọi là vẽ hình hai. Tất cả thứ này đều có tham số là D, là cạnh của nó nhé. Hình thứ ba đều đặc, tôi gọi là vẽ hình ba. Ba tức là vẽ đặc, vẽ hình lục giác đều và tô màu đặc ở bên trong. Hình hai là vẽ hình lục đều nhưng mà tô màu các tam giác bên ngoài thôi. Còn hình 1 là vẽ hình lục giác đều là không tô màu gì cả. Chúng ta bài này. Thì bây giờ dựa trên ba cái này, chúng ta sẽ viết lại cái gì? Chúng ta sẽ viết lại cái thuật toán của bài toán. Viết lại cái toán này này. Ta viết lại cái này. Sau khi tính được x0, y0 rồi,
Là thứ rồi chúng ta sẽ cái này không là chỉ không không phải là vẽ hình lục giác đều như này đâu, mà chúng ta sẽ phải dựa trên cái số thứ số thứ tự của nó. Tôi gọi là k nhé, k là số là cái số thứ tự mà chúng ta vẽ hình từ bên ngoài vào ấy. Bắt đầu k là bằng n thì chúng ta phân tích như sau. Nếu k mà là gì, nếu k là số chẵn ấy thì hình là vẽ hình lục giác đều gì, vẽ hình lục giác đều là rỗng là vẽ hình một. Nếu k là lẻ thì vẽ hình lục giác đều là tô màu một phần là hình vẽ hình hai. Đấy, nhưng mà với k là lẻ nhưng k lấy k lớn một còn k bằng một ở bên trong cùng thì vẽ hình lục giác đều đặc. Thì nhưng mà chúng ta sẽ làm lại như sau. Chúng ta viết lại cái thuật toán chính của chương trình là như sau. Viết lại đây nhé, dựa trên ba cái này thì tôi sẽ viết lại cái thuật toán chính của chương trình hay là cái lời giải này. Lời giải này. Hay là cái viết lại chính là cái pseudo code của chương trình nhé. Viết lại cái chính xác để cho chúng ta thấy. Và lát nữa chúng ta sẽ lần lượt vẽ theo từng cái phần này. Của nó đây nhé. Đây thì chúng ta cùng nhau viết này. Đây là in vẫn như thế nhé, input này. Input n này, đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ d là tính bằng 150. Có thể đây d là có thể d bằng 180 được, bằng 200 được nhé. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ go to gì? Ô tô x0 y0. Chúng ta đặt hướng, ví dụ này cho dễ. Đặt hướng là 90 độ. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta đặt đặt k đấy, như là nhé. Đặt k bằng n. Được chưa? Đấy, chúng ta bây giờ có biến k rồi. Để chúng ta tính toán nếu k là chẵn thì như sau, cái k để phân biệt là khi nào chúng ta vẽ hình thì chắc đều là rỗng, khi nào thì vẽ hình lục giác đều là đặc, khi nào thì vẽ hình lục giác đều là gì, khi nào vẽ hình lục giác đều là gì, là tô bằng một phần. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta repeat until là k bằng không rồi dừng lại, lặp cho đến khi nào k bằng không thì dừng lại. Chúng ta có thể chúng ta làm nhé. Đây thì chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta làm như sau, nhưng bây chúng ta phải chia làm với k như vậy, chúng ta sẽ phải chia làm ba trường hợp nhé, chúng ta sẽ phải chia làm ba trường hợp. Đây thì bây đây nhé, cho nó nhỏ lên một tí để chúng ta dùng. Đấy, có nhìn rõ không nào? Đây nhé, nhỏ nhỏ nữa đi, chúng ta có nhìn rõ không nhỉ? Đấy, chỉ khó một tí nhé, tôi làm nhỏ đi, tôi viết cho nó dễ thôi. Viết cho nó dễ cái phần này nhé. Được chưa? Bây giờ như sau này. Đây nhé, đầu tiên là if k là chẵn, tôi viết từng việc cho nó dễ nhé, k chẵn. Đấy. Thì vẽ hình 1. Được chưa? Vẽ hình 1 với đầu vào là d. Nếu là k chẵn nhé. Bây giờ nếu mà k lẻ và k lớn hơn 1 thì vẽ hình 2. Vẽ hình 2 tức là d. Hình 2 là gì? Hình 2 là cái hình mà hình vẽ hình 2 là cái hình đa là hình đều sắp đều là tô bằng một phần. Còn if k bằng 1 thì tôi vẽ hình 3. Vẽ hình 3 tức là d. Và cái hình 3 là chính là gì? Hình lục giác đều là gì? Là đặc. Chúng ta nhớ nhé. Đây là rỗng này, hình rỗng nhé. Hình rỗng. Cái chỗ này là hình tô màu, hình có tô màu nhưng không đặc. Còn cái 3 này mới là hình đặc. Hình rỗng nó đều đặc. Thế như chúng ta chia nhỏ nó ra như vậy nhé. Được chưa? Thì sau khi mà chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ move về phía trước là d chia 2, đúng như vậy là d chia 2. Sau đó chúng ta gì?
chúng ta sẽ làm như sau. Sau đó chúng ta sẽ gì? Tính lại D. Tính lại D. Sau đó chúng ta sẽ là giảm K đi, đi một đơn vị K trên 1. Đây chính là cái phần thuật toán của chúng ta đây nhé. Như vậy chúng ta muốn vẽ thì chúng ta sẽ phải vẽ 3 thủ tục. Vẽ hình 1, vẽ hình 2, vẽ hình 3. Mà trước kia chúng ta làm đây, chúng ta làm một vài công thức là chúng ta tính được cái x0 hay 0, và tính x0 hay 0 này, vị trí chính xác này. Chúng ta tính tính lại D, tính lại D như thế nào. Thì vì chúng ta cùng nhau phân tích một chút thì sẽ ra ngay, không có gì là... Thực ra cái phần tính lại D này là nó hơi vượt quá cái chương trình của tiểu học. Nhưng mà thôi chúng ta cũng phải công nhận thôi, không cách nào khác cả. Bắt buộc học sinh phải biết cái phần này nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích tiếp theo. Phân tích tiếp theo là như sau. Là chúng ta sẽ tính x0, y0. Bước 1. Bước 2, chúng ta tính lại cái công thức mà tính cái hình lục giác bên trong của hình lục giác bên ngoài nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái này nhé. Bài toán 1 chúng ta sẽ tính vị trí của x0, y0 sao cho là hợp tối ưu nhất. Được chưa? Thì cái phần này chúng ta cũng không phải là quá khó cả, chúng ta phải công nhận thôi, không phải nào khác. Đây hình thì vấn đề của chúng ta đây này. Đấy. Thì ở đây nhé. Thì đây vị trí này này, đây là vị trí là x0, y0 mà chúng ta muốn vẽ này. Nhé. Thì chúng ta để vào giữa màn hình ở đây. Đấy, được chưa? Thì chiều cao này. Chiều cao thì kiểu là H này. Chiều cao kiểu là H này. Được không nào? Cái chiều rộng này tôi gọi là V kép. Đấy, chiều rộng đây V kép. Thì cái hình này góc đều bằng cạnh đây bằng nhau này. Đấy, bằng nhau hết nhé. Vậy suy ra gì? Suy ra là V kép sẽ bằng là bằng đây, cái này bằng đây là bằng D này, đây là bằng D này, đây là 2D này, đây là 2D, bên chiều rộng chỉ là 2D. Được chưa? Còn chỗ này là một nửa. Suy ra là từ đây đến đây sẽ làm là D trên 2. Vậy suy ra ngay là x0. Thì như ngay x0 bằng là trừ đi D trên 2. Thì như ngay. Bây giờ tôi tính tiếp theo là tính V kép nhé. Tính H là cái này. Thì cái chiều cao này, cái này nó sẽ bằng 2 lần của cái đoạn này này. Cái đoạn này thì bằng đây là 60 độ này. Mình xoay lên bằng cái này. Thế là phải tính được nhé. Này, cái H này này. Đây nhé, đây nó là 60 độ, đây nó là để tôi phân tích như này hợp nhé. Cái này nó D trên 2 này, cái này D trên 2 này. Cái chỗ này này. Vậy cái chiều cao này này, cái chỗ này này bằng D bình phương trừ D bình phương trừ 4. Đấy, và thực sự có là H trên 2 này sẽ bằng này, căn bậc 2 của cái này là D bình phương trừ đi cái này bình phương này. Sẽ là D bình phương trừ đi D bình phương chia 4. Vậy nó sẽ bằng gì? Nó chính là bằng là căn 3 trên 2D. H trị 2 chỉ là cái này. Đấy. H trị 2 chỉ là cái này. Mà cái này H bằng suy ra H bằng là căn 3D. Đấy. Mà cái một nửa nó chỉ là đây là H này. Đây chỉ là H này. Thì cái một nửa chỗ này. Cái nửa chỉ là lại cái D này. Phần này này. Đấy. Phần này tôi hiểu là D phẩy. Là cái cạnh tiếp theo của cái hình lục giác tiếp theo. Thì tôi có công thức như sau. Cái D phải chỉ bằng H chia 2 chỉ là bằng cái này. Vậy thì sao có công thức sau đây nhé. Đây, công thức sau đây. Như vậy bước 1 chúng ta tính như sau. Chúng ta có như sau là x0 bằng là trừ D chia 2. Còn y0 hoàn toàn có thể tính được như sau. Y0 sẽ bằng bao nhiêu? Y0 sẽ bằng là gì? Bằng trừ đi căn 3 chia căn 3 H căn 3 D chia 2. Đấy. Mà cái D phẩy rất quan trọng. Cái D phẩy là cái cạnh của cái hình lục giác đều tiếp theo cần phải vẽ. Nó chính là gì? Nó chính là bằng căn 3 chia 2 D. Đây là công thức.
nó suy từ cái suy từ toán học và suy từ cái định lý Pythagore thôi. Thì là nói chung nó thật ra nó vượt quá chương trình một chút của lớp của tiểu học một chút, nhưng mà các bạn nào mà đã quyết tâm mà thi vào cái bảng này, thi vào khối A của cái tiểu học thì chúng ta học thêm một chút thì chúng ta làm được. Và đây là công thức nhé. Bây giờ đây chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thay thế vào, chúng ta sẽ làm được. Nên. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cùng nhau bây giờ chúng ta sẽ, như vậy chúng ta biết cách vẽ rồi, thuật toán là tính như rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái phần này để các bạn về nhà làm tiếp. Bây giờ tôi vẽ hình lục giác đều là xong là rất dễ này. Nhưng khó nhất ở chỗ này là có hai phần. Một là vẽ hình lục giác đều có tô màu một phần. Đây. Và hình lục giác đều một đặc hình 3 này thì làm như nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cách vẽ, cách tô màu, cách vẽ cái hình lục giác đều là tô màu một phần, và hai là cách vẽ hình lục giác đều đặc cạnh D xuất phát từ vị trí xy nào đó nhé. Thì chúng ta cùng nhau phân tích để làm cái bài đó. Như vậy thì bài toán chúng ta đã thấy sao? Bài toán 1 này thì bài toán 2 đi. Bài toán 1 là tính D phẩy thì xy không y không. Bài toán 2 là cách vẽ hình lục giác đều tô màu một phần. Được chưa? Đó. Chúng ta cùng nhau phân tích cái đó nhá. Cái phần này tô màu này là phần rất hay của cái phần bài toán tiểu học này. Chúng ta cùng nhau phân tích cái phần này. Đây nhé, đây này. Vì làm thế nào để phân tích để tô màu được? Đây chúng ta cùng nhau vẽ được đây hình của chúng ta là hình như này nhé, đây. Cạnh D đây nhé. Xuất phát từ đây này, chúng ta đi một vòng thì xong rồi nhé, vẽ vòng. Sau khi mà quay lại xong rồi thì lần thứ hai quay lại chúng ta vẫn là tô màu, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ vẽ sẽ phải tô màu cái phần này này, chúng ta chú ý nhé. Đây này, đây nhé. Đây chúng ta vẽ cái hình một nửa ở đây, đây trên 2 đi. Và chúng ta sẽ xoay một góc 30 độ và chúng ta sẽ phải đây hình này này. Đấy, hình này này. Đây này. Như vậy chúng ta sẽ phải tô màu cái phần này. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ có sang bên kia, chúng ta là tô màu tiếp phần ở bên kia. Như vậy thì cái phần 2 chúng ta sẽ phải tô màu cái hình này, cách tô màu cái hình này, tô màu cái hình tam giác này, hình tam giác này là có dạng như sau nhé. Có dạng là xuất phát từ ở đây, chỗ này này, từ ở đây nhé, xuất phát đoạn bằng d trên 2, xoay bằng góc bằng 60 độ d trên 2 và đây. Đấy. Cái chỗ này là d trên 2, chỗ này là d trên 2, góc này là chỗ này là 60 độ là phải tô màu cái phần này. Thì làm thế nào đây? Đó thì phần này là cái phần mà nó chúng ta chú ý nhé. Đấy. Cái chỗ này là d trên 2 và chúng ta sẽ phải vẽ cái hình này này. Đấy. Được chưa? Thì tô màu làm thế nào? Thì chúng ta làm như sau. Thật ra chúng ta có thể làm cái tổng quát nhé, cũng được. Cái này thì đây nhé, thì cái làm như sau để tôi vẽ như này. Cái bài này sẽ là cái bài mà chúng ta sẽ phải có một cái hình vẽ một cái cần những thủ tục để vẽ cái hình, vẽ một cái tổng quát, tôi muốn tổng quát cái hình này. Hai tổng quát nhé, tôi muốn vẽ tổng quát là như này. Tôi muốn tô màu tổng quát cái hình sau đây. Đây. Kiểu này là M này. Đây là M và D nhé, M. Cái này bằng 60 độ này. Đoạn này là tôi biết cho cái đoạn này nhé. Cái đoạn này này, cái đoạn này tôi tính được nó chính là bằng D phẩy hôm nay, nó chính là bằng là chính là bằng căn 3 M đấy. Căn 3 M. Vì M bằng D trên 2 mà. Nên một chính là căn 3 M. Đây là như vậy là chúng ta sẽ phải xóa đây, tôi đi đoạn bằng M này,
xoay 60 độ đi M này. Và ở đây là đây là 30 độ, một chỗ đây phải quay lại là bao nhiêu, chỗ nó phải quay lại là đi 3M nhé. Cho đi từ đây nhé, xong quay 30 độ này, xong chúng ta quay lại, chúng ta vẽ, chúng ta vẽ vẽ cạnh này. Được chưa? Đấy, vì chúng ta cùng nhau phân tích. Là cứ như vậy làm chỗ này là làm liên tục theo cái M này. Đấy. Thế cái làm như sau này, chúng ta sẽ làm như sau nhé, chúng ta sẽ ở đây tôi làm, đây tôi mô tả cái toán này, bây giờ cần tô màu phần này tôi làm như nào nhé, phần này tôi làm như nào, chỗ này hơi khó nhé. Thì cách làm cái phần này nó là như sau, chúng ta sẽ phải gì, thực ra cũng là đây mà cách làm mẹo thôi nhỉ, thực ra cũng là cách làm mẹo đây. Chúng ta làm như sau nhé. Đây, cách làm như sau, cách vẽ như sau, cách vẽ mẹo như sau nhé. Cái này sao rồi, nhưng cái này sẽ là 30 độ, cái này là 30 độ, chúng ta sẽ là vẽ mẹo. Đây này, chúng ta sẽ đi từ đây nhé, chúng ta sẽ kẻ, chúng ta sẽ rẽ trái 30 độ, chúng ta vẽ một đoạn bằng căn 3 nhân M. Sau chúng ta tiến đi một bước, chúng ta lại vẽ như này, sau chúng ta lùi lại, chúng ta lại tiến bước, chúng ta lại vẽ như này, cứ như vậy. Khi nào mà M bằng 0 thì thôi, thì cái vẽ mẹo là như sau, cái vẽ mẹo như sau nhé. Những cái vẽ mẹo như này, này. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ mẹo là như thế này nhé. Đây, cái đoạn cái hình như này. Xuất phát từ vị trí ban đầu là vị trí này nhé, vị trí này. Xuất phát ban đầu là từ vị trí này, từ vị trí này. Đấy. Ban đầu là M sẽ M ban đầu M bằng là bằng d trên 2. D là cái cạnh thì tôi sẽ biến d, tôi cố định lại, tôi thay đổi biến m thôi. Và cách làm là như sau, tôi mô tả các bạn cách làm như sau để tôi vẽ hình ra được như sau nhé. Đây là một cách thôi, chúng ta có thể làm những cách khác sau nhé. Đây tôi mô tả các bạn cách vẽ cái đoạn này để chúng ta lồng nó vào trong cái phần chương trình chính là như sau nhé. Đây, tôi đặt là M bằng D chia 2 là ban đầu là cái vị trí ban đầu của M ở đây nhé. Đấy. Và tôi repeat là D chia 2 lần. D chia 2 lần. Chưa? Cái làm như sau này. Bắt đầu từ đây nhé. Tôi xoay trái là 30 độ. Đây. 30 độ xoay vị này nhé. Đấy. Và tôi đi về phía trước, tôi move về phía trước. Một cái đoạn là bằng gì? Bằng là căn 3 nhân với M. Căn 3 độ dài của đó. Đấy. Xong tôi move ngược trở lại. Tôi move trừ căn 3 M. Để tôi gì? Để tôi quay về vị trí cũ đây. Xong tôi xoay phải. Xoay phải. 30 độ. Tôi xoay phải về phía ngang này. Nhé. Xong là tôi múc một xong tôi đặt M bằng M chỉ 1 và cứ hệ lặp lại cho khi nào mà D chia 2 bước là không, khi mà M giảm về 0 là xong. Thì đây chính đoạn này chính là cái đoạn mà tôi sẽ đoạn này chính là cái đoạn mà để vẽ cái hình góc ở đây, hình góc. Và từ đó vừa từ đây tôi suy ra như sau. Từ cái này tôi mới suy ra cái thủ tục mà vẽ hình 2. Vẽ hình số 2 với độ dài cạnh là D. Là tôi bỏ một phần. Được chưa? Thì bây giờ tôi viết lại cái thủ tục 2 cho chúng ta. Thủ tục 2 nó bắt chước từ thủ tục 1 thôi. Thủ tục 1 là vẽ hình lưu giác đều bình thường thì rất là dễ. Ta chỉ có một cái vòng lặp mà 6 lần là xong. Nhưng mà với hình 2 chúng ta sẽ phải xử lý là mỗi khi chúng ta vẽ một cái hình lục cạnh xong lúc đều chúng ta sẽ vẽ phần này, chúng ta sẽ vẽ hình này. Thì tôi mô tả các bạn cái thủ tục vẽ hình 2 nhé. Là như thế này.
thì tôi mô tả các bạn ở đây. Đấy. Ở đây nhé. Đây là cái thủ tục vẽ hình 2. Vẽ hình 2 là vẽ hình 2 là cái vẽ hình mà chúng ta sẽ phải tô màu đấy, hình tô màu. Thì cái vẽ hình 2 là như sau. Đây là cái thủ tục. Vẽ hình 2 nhé. Vẽ hình 2 và đầu bàn là D. Nó là một thủ tục riêng nhé. Đấy. Vẽ hình 2 là như sau này. Chúng ta sẽ phải hạ bút, tôi bỏ qua đi, tôi viết luôn nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ repeat 6 lần để vẽ cái hình cạnh nhé. Được chưa? Thì với mỗi lần chúng ta sẽ vẽ hình như vậy, chúng ta sẽ vẽ cái hình tam giác như sau. Chúng ta sẽ đặt lại là chúng ta đặt là m bằng d chia 2, giống trên đấy, d chia 2. Chúng ta lặp. Chúng ta move về phía trước để vẽ một nửa, move là d chia 2. Và chúng ta sẽ repeat d chia 2. Lặp lại lệnh vừa trên, lặp lại cái chỗ này này. Lặp lại cái phần ở trên này. Chúng ta sẽ lặp lại từ đây. Repeat là chúng ta lặp lại cái phần này. Em phải là phần này. Lại như này nhé. Lại như sau, tôi viết lại một tí thôi. Đúng hết ở trên. Lại chỗ này nhé. Chúng ta không đủ chỗ rồi. Đấy. Chúng ta xoay trái này. Xoay trái 30 độ này. Chúng ta move này. Move một đoạn là căn 3m này. Đấy. Move căn 3m. Sau đó chúng ta sẽ phải đi lùi lại. Múp xong lại phải lùi lại, chúng ta lại xoay. Chịu khó một tí nhé. Đây là múp. Sau đó chúng ta múp một lần nữa. Múp trừ căn 3 M. Đấy. Sau chúng ta sẽ xoay trái. Xoay phải. Bên này là xoay phải 30 độ. Xong chúng ta sẽ múp 1. Chúng ta đặt M bằng gì? Đặt M bằng M trừ 1. Là xong phần này. Còn ra bên ngoài này thì ra bên ngoài cái bit này, bên ngoài này chúng ta đặt lại thì là làm chúng ta sẽ xoay trái. Xoay trái 60 độ. Thì chúng ta ra được cái để lập được cái vẽ được cái hình nhỉ. Vẽ hình bên ngoài. Đấy, được chưa? Đây chỉ là vẽ hình ha. Là cái hình mà là hình như này nhé. Đây hình này. Đây, hình 2 là hình này. Được chưa? Để chúng ta chuyển sang vẽ hình đặc. Vẽ thủ tục số 3 là vẽ hình đặc thì vẽ như sau. Vì chúng ta sẽ làm tiếp tục sang mô tả cái thủ tục số 3 vẽ hình đặc. Vẽ hình đặc nhé, đây. Cách vẽ hình đặc như sau. Cách vẽ cái vẽ hình đặc nhé. Đợi tôi một chút nhé. Alo. Không nhớ bạn nhầm rồi nhé. Cái vẽ hình đặc nhé. Thì cái làm như sau này. Chúng ta phân tích này. Bây giờ chúng ta xuất phát từ vị trí 0 hay 0 ở đây. 0 ở đây nhé. Đó. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta cứ vẽ xong hình không, chúng ta đi lên một đoạn bằng 1 nhé. Sau chúng ta lại vẽ tiếp cái hình như này. Đấy, chúng ta đi lên lại vẽ tiếp hình như này. Đấy. Và chúng ta cứ vẽ liên tục cái hình như này là dần sẽ ra. Đấy, liên tục vẽ sát nhau nó sẽ ra cùng ra một hình đặc. Được chưa? Đã khá như vậy nhé. Thì cái làm như sau, chúng ta làm cái phần này rất đơn giản, chúng ta sẽ làm như sau. Ý tưởng là như vậy,
Ý tưởng là chúng ta sẽ vẽ liên tục các cái hình 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 lục giác đều nhưng mà sát vào nhau, với cái độ dài cạnh là nó nhỏ dần từ D nhỏ dần về không, thì chúng ta sẽ vẽ được. Thì cái làm như sau nhé, để tôi mô tả các bạn cách chúng ta sẽ vẽ hình đó, cái hình lục giác đều đặc ấy là như sau. Đây. Cái thủ tục là vẽ hình 3 nhé, vẽ hình số 3 mà là đầu bàn là D. Đó. Được chưa? Thì bây giờ tôi dùng tôi dùng cái biến D phẩy tôi vẽ nhé. Thì làm sao này, D phẩy tôi đặt bằng D thì bắt đầu thì để tôi D là cái biến cố định không thay đổi được, tôi phải biến D phẩy là biến nó thay đổi được. Thì như sau này, tôi sẽ mà đây nhá. Tôi sẽ lặp như sau, tôi sẽ repeat. Repeat là D lần. D lần. Thì mỗi lần D lần như vậy, tôi vẽ D lần, mỗi lần tôi vẽ hình một hình lục giác đều, tôi sẽ vẽ như sau, tôi sẽ buổi sau này tôi vẽ lại xong rồi tôi vẽ repeat. Repeat là 6 lần, là 6 chính là mình. Hay cái đường trong này chính gì? Được. Nhá. Thì tôi làm như sau. Tôi move về phía trước là D phẩy, xong tôi xoay trái 60 độ. Đây là một lần tôi lặp vẽ sau được cái hình đa giác lục giác đều là cạnh là D phẩy nhé. Sau đó tôi giảm D lên đi một đơn vị, tôi D phẩy bằng D phẩy trừ 1 và lặp lại như vậy. Thì nếu các bạn để này các bạn, nhưng mà tôi giảm đi một thì nhiều khi nó bị nó xa nhau quá, nó không thật đặc, thì tôi làm lại cách hai, nó sẽ kín hơn. Cái hai như sau này, tôi giảm đi 1/2 thôi, giảm cái này đi 1/2 thôi, thì chỗ này tôi tăng lên, chỗ này tôi repeat đi phải là 2 lần. Thì cái làm như sau, tôi vẽ lại cái hình, vẽ hình 2 nhưng vẽ hình 3 này đặc nhé. Như sau này, tôi đặt D phẩy bằng D và tôi sẽ tăng cái repeat lên, repeat tăng lên là 2 nhân với D, 2 D và bên trong này tôi repeat 6, tôi move về phía trước là D phẩy, tôi xoay trái 60 độ và ở đây tôi giảm đi D phẩy bằng D phẩy trừ 1/2, giảm ít hơn thôi, giảm đi một nửa thôi nhưng mà tăng lên là 2 nhân với D thì cũng ra. Cái hai này là chuẩn xác hơn nhé, cái hai sẽ vẽ đúng hơn, các bạn thử đi, cái hai này là đúng hơn. Cái màu vẽ cũng được nhưng mà cái việc tô màu nó không chặt, nó không thật là chính xác lắm, nó vẫn lờ mờ và có những cạnh ngang, còn cái tô màu hai là chuẩn xác. Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới làm, tôi vừa mới thiện xong việc mô tả thuật toán cho cái phần vẽ cái hình của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ việc ghép lại thôi nhé. Thì phần này các bạn sẽ về nhà các bạn làm nhé. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem lời giải ngay ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lời giải ngay ở đây. Tôi sẽ tìm bạn chỉ là lời giải ở đó nhé. Bây tôi tìm cho bạn xem lời giải tôi làm sẵn rồi. Các bạn chỉ việc mở ra các bạn xem. Thì về nhà các bạn sẽ xem lời giải đó nhé. Để tôi nhớ mang máng là tôi đã làm nó ở đâu. Để tôi tìm lại cái tôi nhớ là nó ở đâu đây này. Không nhớ là còn đợi tôi một chút nhé. Đợi tôi một tí thôi, tôi lưu ở đâu đó, ở đâu đây này. Đây, cái hình này. Tôi làm sẵn rồi nhé. Đây này. Cái hình của tôi hình như chính là đây này. Không phải. Đợi tôi một chút, tôi tìm cái hình của tôi nhé. Hình của tôi là cái bài nào? Nó chút nữa đấy, nó lên trên đây đấy. Vẽ hình chính này. Để tôi chạy cho bạn xem hình này nhé. Các bạn chạy đây, tôi lấy vẽ nào bằng 10 này. Đúng hình hình đó đấy, nó ra cái này đấy. Đó, chính.
chính xác cái đấy nhá. Đó. Alo. Ok, mình đang bận, mình đang bận, không trả lời nhé. Đó, thì đây chính là cái đề giải, cái bài của chúng ta nhé. Đây là phần vẽ hình chính này. Nó sẽ vẽ hình lục giác đều bình thường này, hình lục giác đều đặc, hình lục giác đều tô màu này. Và đây tôi, sau khi mà vẽ xong rồi thì đầu bài yêu cầu vẽ một cái đường viền màu đen nữa. Tôi phải làm thêm một hình nữa là hình là vẽ hình chính có viền. Tôi bảo làm thêm một cái lệnh nữa ở sau cùng là để mô tả cái hình vẽ hình nền sau cùng, nền đường viền viền đen. Còn ở các phần trước là tô màu là dùng một màu xanh thôi. Như vậy sẽ phải làm thêm một lệnh nữa phía sau cùng, rất dễ dàng thôi. À, bây giờ tôi mô tả nhé. Chúng ta có thể mô tả cái này bằng để tôi để mô tả bằng hạng bằng 20 chẳng hạn, n bằng 20 nó vẫn sẽ vẽ được nhé. Đấy là thoải mái nhé. Rất là vô tư, rất là nhanh. Tất cả tôi đều để dưới cái trạng thái là gì, là vẽ hình nhanh thì hình chúng ta vẽ rất nhanh. Thì cái bài này các bạn về các bạn xem lời giải, tôi sẽ gửi cái lời giải cho các bạn xem bài này, và các bạn về các bạn xem và các bạn tra lại so với cái toán ở đây mà chúng ta thấy nó rất là chính xác nhé. Đấy, như vậy đây là cái lời giải mà tôi đã gợi ý cho các bạn làm trên cái nền của Scratch chứ không phải trên nền của Python nhé. Đấy, thì cái bài này là cái bài mà tôi cũng tạo cũng rất là hay, theo tôi làm một cái đề bài hay. Tuy nó hơi khó một chút nhưng mà nó cũng được, theo tôi nó là được và hay. Còn cái phần toán học này chúng ta phải học thôi, không cách nào khác cả. Tôi biết là trên mạng chúng ta là trên mạng các bạn có trên các nhóm ấy có trao đổi với nhau là chúng ta có thể tính mẹo cái đề phẩy này bằng cách chúng ta đo khoảng cách, chúng ta phải lập trình mẹo một chút, chúng ta tạo thêm cái nhân vật mới mà chúng ta đo khoảng cách giữa cái phần tử giữa cạnh này điểm này và điểm này. Nhưng cách mẹo là cái mẹo đó tôi thấy là không hay, nó không chuẩn theo tôi. Cách đây là một cái bài toán nó suy luận toán học thuần túy thì cái phần dựa toán học đó là toán học nó rất rất quan trọng, chúng ta phải biết, không thể nào bỏ qua những phần đó. Còn có thể làm mẹo về mặt lý thuyết là mẹo được, nhưng mà theo tôi cái phần mẹo đó nó không có ý nghĩa về mặt gọi là mặt logic của giải toán. Vì bài toán này là vì chúng ta đang làm tiểu học cho nên là mới phải làm mẹo như vậy. Nhưng nếu các bạn học lên lớp cấp 3, cấp 2 thì cái phần này là kiến thức rất đơn giản. Chẳng nhẽ lên cấp 3 chúng ta vẫn làm mẹo à? Cho nên vẫn phải ngay từ đầu chúng ta phải có ngay cái kiến thức về logic toán học là phải chuẩn xác thì lời giải nó hoàn toàn nó logic chặt chẽ, chứ không thể lúc nào cũng làm mẹo được như này. Mà không phải bài nào cũng làm mẹo đâu, không phải bài nào chúng ta cái toán học nó vượt quá chương trình phổ thông mà chúng ta phải tính toán bằng cách mẹo mực, không có đâu. Về mặt lý thuyết trong cái việc tuyên truyền về lời giải bài toán này, theo tôi là tôi phản đối cái chuyện là chúng ta gọi là dùng mẹo thì vượt qua ranh giới của toán học. Theo tôi là như vậy nhé. Có thể chúng ta cần thiết thì mà ban giám khảo có thể nên bỏ đi những cái bài mà nó vượt quá giới hạn của tiểu học. Còn nếu bắt buộc chúng ta phải vẽ, chúng ta phải làm bài tập này, chúng ta nên trau dồi kiến thức và nên tìm hiểu của kiến thức đó để làm chúng ta có cái lời giải rất là chính xác. Thì cái bài này chúng ta thực ra chỉ cần kiến thức một, chúng ta chỉ cần có một chút kiến thức về gọi là bài toán Pythagore thôi, là tổng bình phương của hai cạnh của một hình của một cái tam giác hai cạnh bên của cái tam giác vuông nó bằng bình phương cạnh huyền, chỉ cần mỗi cái kiến thức đó thôi chúng ta suy được. Và chỉ là kiến thức nữa, kiến thức là căn bậc hai, a mà bằng b bình phương thì b bằng căn a, thế thôi. Chỉ có thêm hai kiến thức đó là kiến thức còn nằm nó vượt quá chương trình tiểu học bình thường. Nhưng mà nói chung là đã lập trình Scratch ấy, đã vẽ hình ấy, là chúng ta phải dùng tọa độ âm rồi. Tọa độ âm nên chứng tỏ là gì, là số âm là chúng ta không học, cho nên là cái chương trình này là đằng nào cũng phải vượt quá chương trình tiểu học rồi thì chúng ta phải học thôi, không có cách nào khác. Đã học Scratch, lập trình Scratch là phải vượt quá, là phải học vượt quá một số kiến thức môn toán của tiểu học. Đấy, không thể nào mà có thể quay lưng lại với cái kiến thức toán học nhé. Vì đã học Scratch, học vẽ là phải có tọa độ các điểm, mà tọa độ điểm bản thân khái niệm là tọa độ điểm cũng là kiến thức vượt quá tiểu học. Cho nên rất nhiều kiến thức toán học mà chúng ta cũng phải biết nhé. Thôi được rồi, như vậy chúng ta vừa mới tôi làm xong phần này.
Thì tôi nói rồi, tôi lại phần này tôi sẽ không giải trên lớp nữa, và chúng ta lát nữa tôi sẽ gửi cho các bạn cái lời giải này và các bạn về nhà các bạn tham khảo, và dựa trên đó các chúng ta sẽ hiểu được. Thì tôi nói rồi từ đầu là chúng ta sẽ tôi sẽ không, vì chúng ta ít thời gian quá cho nên mà một tuần một buổi thì ít quá, tôi thấy không, chúng ta không đủ cái thời gian để chúng ta có thể luyện được, cho nên tôi muốn chúng ta sẽ tăng thời lượng lên bằng cách là không phải là tôi sẽ mở lớp thường xuyên, không phải tôi mở lớp mà mở các cái buổi học online thường xuyên nữa, mà ngược lại làm sao tôi sẽ tự quay các video lời giải các bài toán, tôi gửi cho các bạn lời giải, các bạn sẽ trao đổi trên nhóm. Nên tôi muốn rằng cái nhóm này là nhóm chúng ta sẽ trao đổi thường xuyên những cái bài toán mới, những cái bài toán hay, và chúng ta cùng nhau tìm kiếm lời giải cho những bài toán đó nhé. Còn tôi sẽ giúp các bạn là gì, tôi sẽ giải các bài toán, tôi sẽ gửi đến cho các bạn lời giải đó bằng cách là hoặc là tôi sẽ đưa lời giải hoàn toàn bằng text, bằng chữ. Hai là tôi sẽ đưa lời giải bằng cách tôi sẽ tự quay video gửi cho các bạn. Để chưa, vậy nó tăng được cái thời gian hơn. Tôi tranh thủ các buổi tối chẳng hạn, trước khi đi ngủ tôi sẽ quay, mỗi ngày tôi quay một vài bài và tôi gửi cho các bạn lời giải, các bạn sẽ cùng nhau xem lại, cùng trao đổi, chứ không phải tập trung vào sáng thứ bảy hàng tuần nữa nhé. Như vậy là tôi sẽ nói lại này, chúng ta sẽ không học vào sáng thứ bảy hàng tuần nữa như là bình thường nữa, và tôi sẽ tăng cường cái phần lời giải, cái phần mà giải bài online bằng video và tôi gửi cho các bạn. Thì tôi sẽ cố gắng gửi cho mỗi một ngày tôi gửi cho các bạn là một vài bài toán và chúng ta sẽ cùng nhau giải, và trên lớp thì trên nhóm thì các bạn tranh thủ trao đổi với nhau để giải các bài toán của các năm trước. Các bạn có thể đọc cuốn sách của tôi viết ấy, các bạn mở ra cái bài nào có đọc các bạn không hiểu các bạn có thể hỏi tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải. Chúng ta chú ý là cuốn sách của tôi viết thì ở phía sau của nó là các lời giải đều có đưa lên trên mạng hết nhé, đều có đưa lên trên nhóm hết, và chúng ta sẽ cùng nhau giải. Thì tôi cho các bạn xem cái link để cho các bạn xem cái link của cái lời giải của nó trong cuốn sách của tôi, nó có hết nhé. Đây, để cho các bạn xem cái trang kia, trang web nhé. Các bạn nhìn về các bạn vào các bạn trang chú tên ngay. Thì tôi có cái phần của tôi đây rồi, nhưng mà các bạn có thể quay xem được đấy, các bạn chờ tra cứu thôi. Chúng ta vào cái này, chúng ta vào cái không, các bạn cần tra cứu là được. Để tôi kiểm tra xem ở đây này. Cái tôi có hẳn một cái studio có tên là sách đề thi tin học trẻ vol 2. Ở trong này nó có lời giải, tất cả lời giải của những cái bài mà có lời giải các bạn có tra cứu nhé. Thì các bạn cần tra cứu cái từ gì, các bạn tra cứu cái từ là cái từ gì nhỉ, các bạn tra cứu cái từ là gì, từ kiểm tra nhé. Các bạn tra cứu cái từ là, đợi một chút, tên là gì nhỉ, đây là sách đề thi tin học trẻ vol 2 nhé. Đấy, đây là cái tên của cái studio này, các bạn tra và thấy ngay và các bạn sẽ biết ngay. Như các bạn cần lên sang bên này là các bạn sẽ vào đi các bạn xem, thì lời giải nó có đủ hết cả cái phần A, phần B là cái phần thi chính thức ấy, còn phần C thì nó không, hay là phần C chưa có lời giải. Những cái bài nào phần C mà các bạn muốn tìm lời giải, các bạn có thể trao đổi trên nhóm, tôi sẽ giải cho, tôi sẽ cùng tụi các bạn, tôi sẽ giải những cái bài toán ở phần C nhé. Thì các bài toán ở phần C là cái phần nó dễ hơn phần A và phần B, phần A phần B là cái phần khó hơn, tôi đã giải hết rồi. Còn phần C là phần dễ hơn. Thế như vậy nhé, hôm nay tôi có việc chút, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nhé. Bây tôi phải đi ra ngoài, tôi không có thời gian nữa, thì tôi sẽ nghỉ, bây giờ nghỉ ở đây. Mà nhớ lại các bạn rằng chúng ta sẽ từ nay chúng ta sẽ không học mà hàng tuần vào buổi sáng thứ bảy nữa, và chúng ta sẽ nôm na là chúng ta sẽ luyện, chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn trong suốt cả một tuần lễ. Tôi xin chào các bạn nhé. Chào thầy ạ. Chào thầy.